Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 2366, lòng nghi ngờ cũng là một loại bệnh. Một. Đa số nữ nhân đều am hiểu che giấu tình cảm thực sự của mình, Liễu Đan Thần trong điểm này làm càng xuất sắc hơn. Cô ta nói khẽ, nếu như tôi nói với anh, cổ độc trong người anh không liên quan tới tôi thì anh sẽ bỏ qua cho tôi chứ? Trương Dương gật đầu, hắn không nói gì, một lần nữa khởi động ô tô đưa Liễu Đan Thần về chỗ ở của cô ta. Trải qua chuyện hôm nay, Liễu Đan Thần có chút thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, xuống ô tô, cô ta đứng tại chỗ, nhìn Trương Dương lái xe đi xa, cho tới lúc bóng xe hoàn toàn biến mất. Trời đổ mưa tí tách, Liễu Đan Thần thở dài, xoay người trở về chỗ ở, cô ta tựa vào phía sau cửa, hai hàng nước mắt tranh nhau rơi xuống, cũng chỉ có lúc không có ai Liễu Đan Thần mới dám rơi lệ, cho dù là rơi lệ thì vẫn kìm nén tình tự nội tâm của mình. Một thanh âm vang lên bên cạnh cô ta, nếu muốn khóc thì vì sao không khóc thành tiếng lên. Liễu Đan Thần hoảng sợ, cô ta xoay người lại, liền thấy một nữ nhân mặc áo gió màu đen đứng cách phía bên phải cô ta không đến một thước, sắc mặt tái nhợt, tóc đen rủ ngang vai, cho dù hiện tại màn đêm vẫn chưa buông xuống, Liễu Đan Thần vẫn bị cảnh tượng bất thình lình này khiến cho sợ đến nỗi hồn phi phách tán. Có điều cô ta ngay lập tức có phản ứng, bất kể nữ nhân này là ai, đối với mình tuyệt không có thiện ý. Liễu Đan Thần giơ tay, một đoàn xương khói màu phấn hồng tỏa ra. Hai mắt nữ nhân đó hiện lên hàn quang nghiêm nghị, khẽ thở dài, xương khói màu phấn hồng vốn bay về phía cô ta chợt bay ngược về phía Liễu Đan Thần. Liễu Đan Thần căn bản không ngờ võ công của đối phương lại tới mức sâu không lường được như vậy. Cô ta tuy rằng không sợ khói độc mình phóng ra, nhưng ở trước mặt đối phương cô ta căn bản không có sức đánh nổi một hiệp. Sáng sớm hôm sau, Trương đại quan nhân vừa mới ngủ dậy thì liền nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Đang ở ban chú kinh, rất ít người không lễ phép đánh thức hắn như vậy. Trương đại quan nhân lường trước khẳng định đã xảy ra chuyện, hắn mở cửa phòng, nhìn thấy hai cảnh sát đứng bên ngoài, một người trong đó chính là Chu Chí Kiên đã từng gặp hắn. Quản lý trực ban của khách sạn Thanh Giang hoảng sợ chạy theo đằng sau, nhìn thấy Trương Dương mở cửa, cô ta vội vàng giải thích, bí thư Trương, bọn họ cứ nằng nặc đòi xông vào. Thật ra cô ta trước đó đã gọi điện thoại tới phòng của Trương Dương, nhưng Trương đại quan nhân ngủ có thói quen là thích rút dây điện thoại, cho nên mới không thể thông chi kịp thời cho hắn. Trương Dương gật đầu, không sao, đều là người quen cả mà. Hắn ngáp một cái rồi nói, cảnh quan Tiểu Chu, anh tìm tôi có việc à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chu Chí Kiên nhíu mày, hiển nhiên rất phản cảm với cách xưng hô của Trương Dương. Nhưng Trương Dương gọi hắn như vậy đã là nể mặt hắn rồi. Trương đại quan nhân và chú hắn là anh em kết nghĩa, theo lý thì Chu Chí Kiên nên gọi mình bằng chú. Chu Chí Kiên nói, anh ngày hôm qua có phải từng tới viện kinh kịch hay không? Trương đại quan nhân, nói đồng chí Tiểu Chu à, anh gần đây có phải rảnh quá hay không, không có gì làm, cho nên cả ngày đi dình tôi hả? Trong lòng rất khó chịu, thằng ôn này có chút được nể mặt mà không biết, nếu như không phải nể mặt Chu Hưng Quốc. Tôi kiểu gì cũng phải tần anh một trận, không ngờ tôi luôn nhường nhịn anh thì lại đổi lấy sự khí thế bức nhân của anh, xem ra làm người không thể quá khoan dung được, anh khoan dung thì người ta sẽ tưởng lầm là anh yếu đuối, cảm thấy anh dễ khi dễ. Chu Chí Kiên lạnh lùng nói, đồng chí Trương Dương, xin anh trả lời trực tiếp vấn đề của tôi, anh ngày hôm qua có phải từng tới viện kinh kịch hay không? Trương Dương cười cười, sau đó hắn vươn tay ra đẩy Chu Chí Kiên ra khỏi phòng. Dứt khoát đóng cửa lại. Chu Chí Kiên cũng không ngờ Trương Dương xe là é như vậy, bị hắn đẩy cho một cái lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống đất, chờ hắn đứng vững lại thì đã bị Trương Dương đóng cửa, tức giận đến nỗi sắc mặt tái xanh. Chu Chí Kiên cũng là hạng người không sợ trời không sợ đất, hắn nhấc chân nhắm vào cửa phòng đạp một cái văng ra. Giọng nói của Trương đại quan nhân từ trong phòng tắm truyền ra, quản lý Lưu, gọi điện thoại cho phân cục khu Nam Sách, báo cáo chuyện đồng chí chú chấp pháp dã man. Còn nữa, đừng quên tìm bọn họ để bắt đền cửa phòng. Chu Chí Kiên tới trước cửa phòng rửa mặt, nhìn thấy cửa đóng chặt, hắn tức giận nói, Trương Dương, anh đi ra cho tôi, bằng không tôi sẽ đá cửa. Trương Dương nói, người trẻ tuổi, tôi tốt xấu gì cũng là anh em kết nghĩa của chú anh, gia đình anh không dạy anh phải tôn kính người khác à. Tôi đang đi vệ sinh, anh chỉ cần dám đá cửa, tôi đảm bảo sẽ nhét đầu anh vào bồn cầu đó. Chu Chí Kiên vốn đã làm ra vẻ muốn đá cửa. Nhưng nghe thấy những lời này của Trương đại quan nhân thì lập tức lại bắt đầu do dự, mấy người ở bên cạnh nghe thấy lời nói của Trương Dương thì đều buồn cười, thiếu chút nữa thì cười ra tiếng, ai cũng biết Trương Dương không tốt tính gì, Chu Chí Kiên thực sự dám đá cửa, chưa biết chừng Trương Dương sẽ làm như vậy.
Chu Chí Kiên hiển nhiên cũng cân nhắc đến điểm này, hắn đứng ở ngoài cửa giằng co với Trương Dương, lớn tiếng nói, anh nhanh lên, đừng chậm trễ chúng tôi chấp hành nhiệm vụ. Người ta có ba gấp, thằng nhóc anh kiên nhẫn chút đi. Trong phòng rửa mặt vang lên tiếng nước ào ào, Trương đại quan nhân đang thoải mái tắm vòi sen. Tiểu tử à, không nể mặt tôi, vậy thì đừng trách tôi không nói tình cảm. Trương đại quan nhân tắm ước chừng 15 phút đồng hồ, hắn ở bên trong rất thoải mái, Chu Chí Kiên ở bên ngoài thì gấp đến độ giống như con kiến bò trên chảo nóng, hắn thật sự muốn xông lên đá văng cửa, nhưng lại sợ Trương Dương nhét đầu hắn vào bồn cầu, cú đẩy vừa rồi của Trương Dương hắn đã lĩnh giáo, lực lượng của thằng cha này không phải lớn bình thường. Cường ngạnh thì cường ngạnh, nhưng hảo hắn không chịu cái thiệt trước mắt. Chu Chí Kiên cũng không phải là kẻ ngốc, hắn cũng biết tránh nặng tìm nhẹ. Trương đại quan nhân cuối cùng cũng từ trong phòng rửa mặt đi ra, mặc áo tắm vừa lau đầu vừa oán giận, tắm rửa một cái cũng không yên thân, các anh rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì? Chu Chí Kiên cố nén giận nói với Trương Dương, ngày hôm qua anh có phải đã tới viện kinh kịch hay không? Trương đại quan nhân giả vờ giả vịt nói, gì cơ? Chu Chí Kiên lớn tiếng nói, anh ngày hôm qua có phải tới viện kinh kịch hay không? Trương đại quan nhân nói, tôi trước tiên thay quần áo đã, quản lý Lưu, dẫn bọn họ tới nhà ăn chờ tôi, đúng rồi, Tiểu Chu à, các anh ăn sáng chưa? Có muốn cùng nhau ăn chút gì đó không? Chu Chí Kiên không thể nhịn được nữa, nói anh có thể trực tiếp trả lời vấn đề của tôi hay không? Trương Dương nói, trả lời là nhân tình, tôi không quan tâm anh là bổn phận, Tiểu Chu à, tôi và chú hai anh là bạn tố tổ anh cho dù không nể mặt tôi thì cũng phải nể mặt mấy ông chú anh chứ, cho dù những người này anh cũng không nể mặt, được. Anh không thể bắt tôi trần truồng trả lời vấn đề của anh được, tới nhà ăn chờ tôi thay quần áo xong sẽ xuống. Chương 2367, lòng nghi ngờ cũng là một loại bệnh 2. Cảnh sát bên cạnh Chu Chí Kiên lặng lẽ kéo ống tay áo hắn, cũng nhìn ra vị Trương đại quan nhân này cũng không dễ đối phó, truyền thuyết trước đây cũng không phải là người khác hư cấu ra. Chu Chí Kiên oán hận gật đầu, được, tôi nể mặt anh, chúng tôi tới nhà ăn chờ anh. Trương đại quan nhân lần này không để bọn họ chờ lâu, 10 phút sau thì tới nhà ăn, hắn cầm thức ăn đi tới ngồi xuống vị trí trước cửa sổ, Chu Chí Kiên theo tới, ngồi xuống đối diện hắn. Trương Dương làm như không thấy Chu Chí Kiên, chỉ lo ăn. Chu Chí Kiên nhìn hắn, cuối cùng vẫn không nhịn được nói, tôi hy vọng anh có thể phối hợp với công tác của chúng tôi. Trương Dương uống sữa, dùng khăn lau miệng rồi nói, Tiểu Chu à, là bằng hữu của chú anh, tôi phải nhắc nhở anh. Anh hôm nay là tới tìm tôi để tìm hiểu tình huống, nói cách khác thì là tới nhờ tôi giúp, tôi có thể giúp anh, cũng có thể không quan tâm tới anh phải làm rõ cái gì gọi là nhân tình, cái gì gọi là bổn phận, muốn tôi phối hợp với công tác của anh, rất tốt. Đầu tiên phải chỉnh đốn lại thái độ của anh, đối với tôi tốt nhất vẫn phải khách khí một chút. Chu Chí Kiên nói, anh ngày hôm qua có phải đã tới viện kinh kịch hay không? Vấn đề này hắn đã hỏi rất nhiều lần. Trương Dương nói, đúng. Chu Chí Kiên nói, lúc ấy khi Liễu Đan Thần té xỉu anh có phải cũng ở đó hay không? Trương Dương gật đầu, không sai. Chu Chí Kiên nói, về sau là anh dẫn cô ta đi. Trương đại quan nhân sửa lại, Tiểu Chu à, không phải tôi dẫn cô ta đi, là chính cô ta không muốn tới bệnh viện kiểm tra, xin tôi đưa cô ta về nhà. Chu Chí Kiên, nói một nữ nhân bởi vì sợ anh theo dõi mà báo cảnh sát, đột nhiên xin anh đưa cô ta về nhà, anh không cảm thấy chuyện này rất mâu thuẫn ư? Trương Dương nói, quả thực rất mâu thuẫn, nhưng rốt cuộc là vì sao thì anh không nên hỏi tôi mà nên đi hỏi Liễu Đan Thần ấy. Lời nói kế tiếp của Chu Chí Kiên khiến Trương Dương giật mình, Liễu Đan Thần mất tích rồi, sau khi cô ta và anh cùng nhau rời khỏi viện kinh kịch thì không ai gặp cô ta nữa. Trương đại quan nhân nhíu mày, chậm rãi buông cốc sữa, có chút kinh ngạc nói, mất tích hư. Ngày hôm qua tôi đưa cô ta về đến bây giờ hình như còn chưa tới 24 tiếng đồng hồ. Không tìm thấy cô ta cũng không có nghĩa là cô ta nhất định là mất tích, anh là cảnh sát, điểm này anh so với tôi thì rõ ràng hơn chứ. Chu Chí Kiên, nói buổi tối hôm nay bọn họ sẽ tới Tĩnh Hải tiến hành diễn xuất, sớm đã hẹn 5 giờ sáng nay cô ta sẽ ngồi xe tới Tĩnh Hải, nhưng cô ta thủy chung không xuất hiện. Đồng sự của cô ta gọi cho cô ta mấy lần mà không ai nhấc máy, tới chỗ ở của cô ta thì phát hiện cô ta cũng không ở nhà, đêm qua cô ta rất có thể cả đêm không về. Trương Dương nói, anh là cảnh sát, hai chữ có thể này không thể dùng được đâu. Chu Chí Kiên nói, anh ngày hôm qua sau khi đưa cô ta rời khỏi kinh kịch thì đã đi đâu? Anh và cô ta ở cùng một chỗ trong bao lâu? Có đưa cô về chỗ ở hay không? Đối mặt với Chu Chí Kiên khí thế bức nhân,
Trương đại quan nhân lắc đầu, anh cho rằng tôi sẽ gây bất lợi cho Liễu Đan Thần ư? Anh có lầm hay không, tôi là một cán bộ quốc gia, anh không ngờ hoài nghi tôi. Cô ta đã đi đâu, muốn đi đâu, đây là chuyện của cô ta là người trưởng thành rồi, có thể chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, tôi và cô ta không thân chẳng quen, thậm chí ngay cả bằng hữu bình thường cũng không tính, chẳng lẽ anh muốn tôi chịu trách nhiệm vì những gì đã phát sinh với cô ta? Nực cười, anh muốn manh mối thì tôi cho anh một manh mối, ngày hôm qua tôi còn ở viện kinh kịch gặp Phó Hải Triều, anh sao không đi điều tra hắn? Hôm trước bọn họ ăn cơm với nhau, ngày hôm qua chưa biết chừng bọn họ lại hẹn gặp mặt, anh sao không đi hỏi Phó Hải Triều, xem hắn có tin tức của Liễu Đan Thần hay không? Chu Chí Kiên nói, đồng chí Trương Dương, tôi không phải đang nói đùa với anh, chuyện này cũng không phải là trò đùa, Liễu Đan Thần rất có thể đã bị người ta bắt cóc. Trương đại quan nhân lạnh lùng nhìn Chu Chí Kiên, anh là hoài nghi tôi ư? Tôi cảnh cáo anh, sức nhẫn nại của tôi cũng có hạn, anh thủy chung nhằm vào tôi rốt cuộc có mục đích gì? Chu Chí Kiên nói, tôi là một cảnh sát, không có chứng cứ thì tôi cũng không tìm anh. Hắn như hổ rình mồi đối diện với Trương Dương, bộ dạng không chút lùi bước. Trương đại quan nhân cười ha ha, nói chứng cớ, anh lất ra cái gọi là chứng cớ cho tôi xem, có chứng cớ gì có thể cho thấy tôi có liên hệ với chuyện của Liễu Đan Thần. Trương đại quan nhân cũng không tin Liễu Đan Thần sẽ mất tích, có điều hắn cho rằng Liễu Đan Thần đi không từ giã ít nhiều cũng có chút quan hệ với mình. Chẳng lẽ là bởi vì mình đã vạch trần việc Liễu Đan Thần hạ cổ mình, cho nên cô ta mới đi? Hay là Liễu Đan Thần lo lắng chuyện mang thai bị người ta biết? Chu Chí Kiên nói, chúng tôi tiến vào phòng của cô ta, ở trong phòng cô ta chúng tôi phát hiện dấu vết đánh nhau, hơn nữa. Trương đại quan nhân bắt đầu ý thức được tình thế tựa hồ không được lạc quan. Chu Chí Kiên tiếp tục những lời vừa rồi, chúng tôi ở trên mặt đất phát hiện mảnh vỡ của vòng ngọc phỉ thúy, vòng tay này Liễu Đan Thần thủy chung đeo trên cổ tay. Hơn nữa cho dù rơi vỡ thì cô ta cũng không có lý do không dọn. Trương Dương cẩn thận nhớ lại tất cả về Liễu Đan Thần, quả thực, mỗi lần đều nhìn thấy cô ta đeo cái vòng ngọc đó. Chu Chí Kiên nói, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Liễu Đan Thần có thể đã gặp phiền toái rất lớn. Đồng chí Trương Dương, anh hiện tại có thể nói rõ ràng tất cả mọi chuyện sau khi rời khỏi anh đưa Liễu Đan Thần đi hay không? Nói gì, tôi không phải đã nói với anh tất cả rồi ư? Tôi hảo tâm đưa cô ta về nhà. Sau đó tôi đi một mình, kế tiếp xảy ra gì, anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Thái độ của Trương đại quan nhân hiển nhiên rất không phối hợp. Chu Chí Kiên nói, đồng chí Trương Dương, không cần tôi nhắc nhở anh. Trong chuyện này anh bị hiềm nghi nhiều nhất. Trương Dương cười nói, quen rồi, Trung Quốc chúng ta có câu châm ngôn, gọi là dục gia chi tội. Từ lúc anh xuất hiện ở trước mặt tôi anh đã liền bắt đầu tìm tật xấu của tôi, cơ hội để đối phó tôi như vậy anh sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chu Chí Kiên tức giận nói, tôi là giải quyết việc chung. Trương đại quan nhân khinh thường nói, đừng có nói thế, chẳng ai là kẻ ngốc cả, anh muốn làm gì thì mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Chu Chí Kiên, tôi đối với anh đã đủ khách khí rồi, nếu như không phải nể mặt chú anh, tôi căn bản không thèm bận tâm tới anh đâu. Chu Chí Kiên tức giận nói, anh có thái độ gì thế? Tôi, anh làm sao, có chứng cớ thì cứ còng tay tôi vào, tôi không một câu oán hận. Nếu như không có chứng cớ thì ít con mẹ nó lắc lư trước mắt tôi thôi, cút được bao giờ thì cút bấy nhiêu xa đi. Nụ cười trên mặt Trương đại quan nhân chợt tắt, bày ra tư thế muốn trở mặt. Chu Chí Kiên vốn định nói vài câu, nhưng Trương đại quan nhân đã hết nhẫn nại, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Chương 2368, lòng nghi ngờ cũng là một loại bệnh ba. Trương Dương đã rất phiền vì sự quấy rầy của Chu Chí Kiên. Hắn điện thoại cho Lương Liên Hợp. Cục trưởng phân cục khu Nam Sách. Lương Liên Hợp lần này cuối cùng cũng bắt máy, đầu kia điện thoại nhiệt tình rào rạt, Trương Dương, đến Kinh Thành lúc nào thế? Trương đại quan nhân và Lương Liên Hợp cũng được cho là quen biết đã lâu, kiểu không đánh nhau thì không quen nhau. Lúc trước Lương Liên Hợp cũng từng giúp đỡ người khác chơi hắn, có điều về sau bởi vì Hình Chiêu Huy đứng giữa hòa giải, quan hệ của hai người chẳng những không tiếp tục chuyển biến sấp ngược lại trừ bỏ ngăn cách trở thành bằng hữu. Trương Dương hôm nay đang tức. Ngữ khí nói chuyện tất nhiên có chút không tốt, Lương Cục, ngài cuối cùng cũng chịu bắt điện thoại rồi. Lương Liên Hợp cười nói, Trương Dương, hôm nay sao nói năng khó nghe vậy, có phải thời tiết Kinh Thành khô nóng hay không, cho nên cũng dễ bực, hay là để tôi tới tìm anh, mang cho anh hai hộp trà hạ hỏa. Trương Dương nói, Lương Cục, ngài hiện tại quyền cao chức trọng, làm sao có thời giờ tiếp kiến tên quan tép diêu như tôi. Mắng tôi phỏng. Tôi chỉ là tiểu bộ đầu của Kinh Thành, anh mới là quan to phương.
Trương Dương nói, Lương Cục lúc nào thì tới tìm tôi đây? Lương Liên Hợp nói, tôi đang ở viện kinh kịch. Trương Dương nói, được, giờ tôi tới tìm anh. Lương Liên Hợp đến viện kinh kịch cũng là vì chuyện của Liễu Đan Thần, vốn loại chuyện này hắn không cần thiết phải tự mình xuất động, nhưng hắn và Tiền Xuân Lâu là bạn tố tổ Tiền Xuân Lâu tự mình gọi điện thoại cho hắn, về công về tư, Lương Liên Hợp đều phải đến dây một chuyến. Trương Dương tìm Lương Liên Hợp không chỉ là để khởi binh hỏi tội, hắn cũng quan tâm tới chuyện của Liễu Đan Thần. Bất kể Trương Dương thừa nhận hay không, hắn trong chuyện Liễu Đan Thần mất tích đã trở thành người bị hiểm nghi lớn nhất, ngày hôm qua rất nhiều người, bao gồm cả Tiền Xuân Lâu đều nhìn thấy Trương Dương đưa Liễu Đan Thần đi. Trương Dương khi tới viện kinh kịch, Lương Liên Hợp đang nói chuyện trong văn phòng của Tiền Xuân Lâu, nhìn thấy Trương Dương tiến vào, hai người đều cười cười đứng dậy, có điều Trương Đại Quan Nhân liếc một cái liền nhìn ra nụ cười của hai người đều lộ ra vẻ không được tự nhiên, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hai người này đều cho rằng chuyện Liễu Đan Thần mất tích có liên quan tới mình. Lương Liên Hợp chủ động bắt tay Trương Dương, chúng ta lâu rồi không gặp. Trương Dương nói, cũng được một đoạn thời gian rồi, còn tưởng rằng Lương Cục đã đổi số điện thoại di động. Lương Liên Hợp cười ha ha, vỗ vỗ vai Trương Dương, Tiền Xuân Lâu ở bên cạnh mời bọn họ ngồi xuống sofa, lại rót chén trà cho Trương Dương. Trương Dương nói, Lương Cục, Chu Chí Kiên sáng sớm chạy đến khách sạn Thanh Giang cha tôi, chuyện này chắc không phải là chủ ý của anh chứ hả? Lương Liên Hợp cười nói, chuyện này tôi thật sự không biết, tôi trên đường đi làm thì nhận được điện thoại của viện trưởng Tiền, tôi cũng vừa mới biết chuyện Liễu Đan Thần mất tích. Trương Dương trong lòng nửa tin nửa ngờ, có điều nhìn diễn xuất của Chu Chí Kiên, 89 phần 10 cũng sẽ không để cục trưởng Lương Liên Hợp này vào mắt, có lẽ hắn tới tìm mình thực sự không hề báo cáo với Lương Liên Hợp. Trên mặt Tiền Xuân Lâu tràn ngập vẻ lo lắng, Liễu Đan Thần đột nhiên mất tích, khiến hắn khổ không nói nổi, gần đây nhật trình diễn xuất đều chật kín. Nhưng nữ diễn viên chính không biết tung tích, khiến hắn biết ăn nói thế nào với người ta. Tiền Xuân Lâu nói, Bí Thư Trương, anh ngày hôm qua đưa Tiểu Liễu về nhà có phát hiện chỗ nào không bình thường không? Tiền Xuân Lâu tuy rằng trong lòng cũng rất hoài nghi Trương Dương có liên quan tới việc Liễu Đan Thần mất tích, nhưng hắn lại không dám nói ra. Tiền Xuân Lâu dưới đáy lòng kỳ thực có chút kiêng kỵ Trương Dương, từ phương thức hỏi của hắn đã nhìn ra được điểm này. Trương Dương nói, không có gì khác thường cả, tình huống lúc đó anh cũng thấy đó. Là Liễu Đan Thần kiên trì không muốn đi bệnh viện, cô ta với tôi đưa cô ta về, là bằng hữu tôi đương nhiên phải giúp cô ta rồi. Tiền Xuân Lâu gật đầu nói, đúng, đúng. Lương Liên Hợp nói, Trương Dương, chuyện này xem ra có chút phiền phức, Liễu Đan Thần không nói câu nào tự dưng biến mất vô tung vô ảnh, nếu như cô ta thực sự không từ mà biệt thì không sao, nhưng viện trưởng Tiền nhận định cô ta đã gặp phiền toái, căn cứ vào tình huống chúng tôi trước mắt nắm giữ được thì ở trong phòng của cô ta từng có dấu vết va chạm. Trương Dương nói, chuyện này không liên quan tới tôi. Lương Liên Hợp cười nói, tôi đâu có nói là liên quan tới anh. Trương Dương nói, ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng ai biết trong lòng các anh nghĩ gì. Tiền Xuân Lâu và Lương Liên Hợp liếc mắt nhìn nhau, hai người đều không nói gì. Trương Dương nói, tôi hiện tại cuối cùng cũng minh bạch Chu Chí Kiên vì sao sáng sớm tìm tôi gây chuyện, ngay cả các vị cũng coi tôi như phạm bắt cóc, tôi ở trong thể chế lăn lộn cũng lâu rồi. Khảo nghiệm nghiêm khắc của đảng và nhân dân tôi còn vượt qua được, các anh cho rằng tôi không chịu ổi chút khảo nghiệm này ư. Tiền Xuân Lâu cười nói, Bí Thư Trương, anh trăm ngàn lần đừng hiểu lầm, tôi đương nhiên không tin anh làm hại Tiểu Liễu rồi. Trương Dương nói, không tin là được rồi, nếu ngày hôm qua là tôi đưa Liễu Đan Thần về nhà, thì trong chuyện này tôi cũng phải gánh vác trách nhiệm nhất định, tôi sẽ cố hết sức tìm cô ta. Trương Dương nói xong đứng dậy rời đi. Tiền Xuân Lâu đứng dậy tiến. Lương Liên Hợp ra hiệu cho hắn dừng bước, mình thì đi theo Trương Dương xuống dưới lầu. Trương Dương dừng chân trước xe của mình, quay sang Lương Liên Hợp nói, Lương Cục, chúng ta cũng coi như là lão bằng hữu, có lời gì mà không thể nói trực tiếp chứ. Lương Liên Hợp sở dĩ đi ra cũng chính là có một số lời muốn nói riêng với hắn, không khỏi thở dài nói, Trương Dương, với quan hệ của chúng ta, anh chẳng lẽ còn không tin thôi. Trương Dương nói, không phải tôi không tin anh, là anh không tin tôi đấy chứ. Lương Liên Hợp nói, tiểu tử Chu Chí Kiên đó là đồ ba gai, hắn tuy rằng là thuộc hạ của tôi, nhưng hắn có bối cảnh gì thì một phân cục trưởng như tôi sao có thể chọc được vào hắn. Trương Dương biết hắn nói thật, là cục trưởng phân cục khu Nam Sách có thể nói ra những lời chán nản này, đích xác đã coi mình là bằng hữu. Trương Dương nghe thấy câu này thì cơn tức trong lòng lập tức tiêu đi hơn phân nửa, hắn cũng thở dài, Lương Cục, tôi cũng không phải là thầm oán anh, Chu Chí Kiên thật sự rất không hiểu chuyện. Lương Liên Hợp nói, không hiểu chuyện thì anh cứ gõ hắn,
dù sao thì tôi cũng không gõ được, ngày đó hắn nói với tôi chuyện bắt anh tới phân cục điều tra, không phải tôi cố ý không nhấc máy, mà là chuyện này tôi không giải quyết được, là Phó Hải Triều muốn đối phó anh. Trương Dương nói, tôi biết chỗ khó xử của anh, chuyện này tôi không trách anh, Liễu Đan Thần rốt cuộc là làm sao? Vì sao các anh nhận định cô ta bị người ta bắt cóc? Chỉ mất tích một buổi tối, có lẽ người ta tâm tình không tốt, không từ mà biệt, tìm nơi thanh tịnh giải sầu. Lương Liên Hợp nói, Trương Dương, chúng tôi tiến vào chỗ ở của cô ta, nhìn thấy ở hiện trường có dấu vết vật lộn, còn tìm được mấy vết máu, kết quả giám định bước đầu là của Liễu Đan Thần. Trương Dương nói, không thể chỉ dựa vào những tình huống này đã phán đoán Liễu Đan Thần bị bắt cóc được. Có nhân chứng hay không? Lương Liên Hợp lắc đầu. Trương Dương lại nói, mục đích bắt cóc cô ta là gì? Một ngôi sao kinh kịch như cô ta thì có thể có được bao nhiêu tiền? Hình như chẳng được là bao, nếu như nói là cướp sắc, không cần thiết tới mức phải mang cô ta đi. Còn nữa, võ công của Liễu Đan Thần cũng không tầm thường đâu, cô ta xuất thân từ Diễn Đao Mã, dưới tình huống bình thường. Năm ba tên đàn ông khỏe mạnh cũng không thể tới gần, kiếp phỉ bình thường chỉ sợ không có sức mang cô ta đi được. Khi Trương Đại Quan Nhân phân tích, nội tâm không khỏi trở nên trầm trọng, nếu như việc Liễu Đan Thần bị bắt là thật, chỉ sợ tình huống không được lạc quan. Lương Liên Hợp nói, Trương Dương, tôi tin chuyện này không liên quan gì tới anh, là bằng hữu, tôi phải nhắc nhở anh, nếu như Liễu Đan Thần gặp chuyện không may, rất có thể sẽ liên lụy đến anh, căn cứ vào tình huống trước mắt nắm giữ được cho thấy. Đối với anh cũng có chút bất lợi. Trương Dương gật đầu, cho dù chuyện này không liên quan tới tôi, là bằng hữu, tôi cũng nhất định phải mau chóng tìm được cô ta. Lương Liên Hợp nói, trước mắt vẫn không thể hoàn toàn xác định cô ta nhất định là bị người ta bắt cóc, nhưng có một điểm tôi có thể kết luận, chuyện này sẽ mang tới phiền toái không nhỏ cho anh. Hắn vỗ vỗ Trương Dương, chuẩn bị đi, phải nghĩ cách ứng đối. Trương Dương cười nói, đa tạ. Lương Liên Hợp lại nói, còn nữa. Anh sắp tới có thể phải ở lại ở Kinh Thành. Trương Dương nói, tôi vốn cũng không định đi, đúng rồi, anh giúp tôi chuyển cáo cho Chu Chí Kiên, bảo hắn về sau tốt nhất cách xa tôi một chút, nếu thực sự chọc giận tôi, hắc hắc, tôi sẽ không nể mặt bất kỳ ai đâu. Lương Liên Hợp nói, thật ra với quan hệ của anh và Chu Hưng Quốc, chuyện này chỉ cần hắn ra mặt nói một tiếng, tôi thấy Chu Chí Kiên sẽ không dám bám lấy anh nữa đâu. Trương Dương nói, nhắc tới chuyện này tôi cũng có chút buồn bực. Anh nói tôi và Chu Chí Kiên ngày xưa không oán gần đây không thù, tên hỗn đản này cứ nhắm vào tôi là sao? Lương Liên Hợp nói, tôi nếu có thể nhìn thấu thì cũng không đến mức mãi chỉ làm một tên tiểu bộ đầu, có điều Chu Chí Kiên và Phó Hải Triều rất thân nhau. Chương 2369, lòng nghi ngờ cũng là một loại bệnh 4. Có câu nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến, hai người đang nói tới Chu Chí Kiên thì Chu Chí Kiên tới hắn tới đây tìm Lương Liên Hợp. Đồng thời cũng tìm đám người của Viện Kinh Kịch để tìm hiểu một chút tình huống khác, hy vọng có thể có phát hiện. Xe cảnh sát của Chu Chí Kiên chân trước vừa tới thì Phó Hải Triều cũng lái xe Land Rover màu đen của hắn tới. Lương Liên Hợp nhìn thấy bọn họ tới, nói khẽ với Trương Dương, anh đi về trước đi, chuyện nếu có tiến triển gì thì tôi ngay lập tức sẽ thông chi cho anh. Hắn là không muốn Trương Dương và hai vị này phát sinh xung đột. Trương Đại Quan Nhân lại không có ý đi, từ xa nhìn hai người này. Phó Hải Triều trước tiên chào hỏi với Lương Liên Hợp, sau đó tới trước mặt Trương Dương, Trương Dương, tôi có mấy câu muốn hỏi anh. Trương Đại Quan Nhân vốn không có bao nhiêu thiện cảm với Phó Hải Triều, từ sau khi biết Liễu Đan Thần mang thai, nhìn thấy thằng cha này lại càng ghét, trong lòng mắng thầm, con mẹ nó, lão tử còn chưa xuống tay thì đã bị anh đoạt trước rồi. Người ta ở phương diện tình cảm đều là ích kỷ, Trương Đại Quan Nhân cũng vậy, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, tôi và anh thân lắm à. Phó Hải Triều nói, không thân, có điều tôi nghĩ chúng ta đều rất quan tâm tới Liễu Đan Thần. Trương Dương nói, tôi chả dám, anh và cô ta có quan hệ gì, anh có quan tâm cô ta hay không thì tôi không có hứng thú gì cả. Phó Hải Triều nói, Trương Dương, tôi biết anh ôm thành kiến đối với tôi, nhưng Liễu Đan Thần vô tội. Trương Đại Quan Nhân cười nói, Phó Hải Triều, lời này chẳng nên nói làm gì, nếu như không phải anh thông đồng với tiểu tử của Chu gia chơi tôi căn bản không biết anh. Liễu Đan Thần là tự bỏ đi cũng, là bị người ta bắt cóc cũng được, tôi trong chuyện này không cần gánh vác bất kỳ trách nhiệm gì, hơn nữa, anh cũng không phải là cảnh sát, tôi cũng không có nghĩa vụ khai báo với anh. Về phần Liễu Đan Thần vì sao đột nhiên biến mất, tôi nghĩ anh nên tìm nguyên nhân từ trên người mình. Trương Đại Quan Nhân nói xong thì nghênh ngang bro đi. Phó Hải Triều không hiểu gì đứng đờ ra đó, hắn
hắn thật sự có chút nghĩ không thông Trương Dương nói hắn phải tìm nguyên nhân tư trên người mình là vì sao. Giữa hắn và Liễu Đan Thần căn bản không có gì cả. Chu Chí Kiên tới bên cạnh Phó Hải Triều, thuận theo ánh mắt hắn nhìn thấy cảnh Trương Dương lái xe đi, nói khẽ anh Hải Triều, hắn nói gì với anh thế? Phó Hải Triều nói, còn có thể nói gì nữa, đơn giản là kiệt lực chối bỏ mình có liên quan tới việc Liễu Đan Thần mất tích. Chu Chí Kiên nói, theo tôi thấy, vụ án này khẳng định có liên quan tới hắn, vừa rồi tôi đã hỏi qua, ngày hôm qua đích xác là hắn đưa Liễu Đan Thần về, viện trưởng Tiền nói khi bọn họ đi đã từng nhiều lần gọi điện thoại cho Liễu Đan Thần, di động của Liễu Đan Thần không có ai nghe. Phó Hải Triều nói, nếu như chuyện này thực sự là hắn làm, tôi sẽ không bỏ qua cho hắn. Liễu Đan Thần từ trong mê man tỉnh lại, đầu tiên nhìn thấy đèn dắt trên vách đá, cô ta ép mình phải chấn định, dè dặt nói có ai không. Giọng nói của cô ta làm một đám rơi giật mình, tung cánh bay qua người cô ta, Liễu Đan Thần sợ đến nỗi lớn tiếng hét ầm lên. Nữ nhân áo đen vô thức xuất hiện trước mặt của cô ta, khuôn mặt tái nhợt không có chút biểu tình, hai mắt đờ đẫn nhìn Liễu Đan Thần, cô tỉnh rồi à? Liễu Đan Thần nói, cô là ai? Vì sao muốn bắt tôi tới đây? Cô ta bước về phía một bước, nghe thấy dưới chân phát ra tiếng leng keng, cúi đầu nhìn thì liền thấy một sợi dây xích nhỏ màu bạc đã trói chân cô ta. Nữ nhân áo đen nói, đừng hòng chạy, tôi đã phế bỏ chút nội lực nông cạn trong cơ thể cô rồi, thứ trói hai chân cô là xích chân đặc biệt, tuy rằng rất nhỏ nhưng cực kỳ chắc, cho dù là cưa bằng kim loại cũng bất lực với nó, cô nếu như giãy giụa thì người chịu khổ chỉ là chính cô. Đừng vọng tưởng có người tới cứu cô, trên thế giới này không ai nghĩ đến người bắt cóc cô lại là tôi đâu. Liễu Đan Thần cắn cắn môi, trên mặt lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu, cho dù là nữ nhân nhìn thấy cũng sẽ động lòng. Nhưng lại không hề dẫn tới một chút lòng trắc ẩn nào của nữ nhân áo đen trước mặt. Liễu Đan Thần nói, cô muốn gì? Nếu như muốn tiền thì tôi có thể giao cho cô tất cả chi phiếu và mật mã. Nữ nhân áo đen lắc đầu, cô căn bản không biết tôi đưa cô tới đây, không phải bởi vì tôi có cửu oán với cô, lại càng không phải là vì tôi có mưu đồ gì với cô, mà là vì một người. Liễu Đan Thần run giọng nói, ai? Trương Dương. Liễu Đan Thần có chút đau khổ nhắm hai mắt lại, vì sao lại là hắn? Tôi và hắn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Nữ nhân áo đen lạnh lùng nói, có quan hệ gì không không quan trọng, mấu chốt là hắn rất trọng thị cô, hơn nữa càng thú vị hơn là cô đang mang thai. Bên trong mắt đẹp với Liễu Đan Thần lộ ra Beauty hoảng sợ, bí mật được cô ta giấu sâu trong lòng không ngờ bị nữ tử áo đen này nhìn thấu. Nữ tử áo đen lạnh lùng nói, cô không cần ngạc nhiên như vậy. Tôi nếu có thể thông qua mạch tưởng của cô phát hiện chuyện này, với y thuật của Trương Dương tất nhiên cũng sẽ phát hiện. Nếu như tôi đoán không sai ý đứa nhỏ này nhất định là nghiệt chủng của Trương Dương. Liễu Đan Thần liều mạng lắc đầu phủ nhận, không phải, tôi và hắn không có bất kỳ liên quan gì. Cô bắt nhầm người rồi, cô nhầm rồi. Nữ nhân áo đen nói, võ công tu luyện đến cảnh giới nhất định, nhịp tim hay hô hấp tất cả đều ở trong lòng bàn tay, chỉ cần cô lưu ý một chút là có thể biết câu nào của đối phương là thật. Câu nào là giả, tôi bắt cô cũng không phải là vì nghiệt chủng trong bụng cô. Cô ta bước một bước về phía trước, mắt nhìn thẳng vào Liễu Đan Thần. Liễu Đan Thần không rét mà run, chỉ cảm thấy ánh mắt của nữ tử này rất có tính xuyên thấu, tựa hồ có thể nhìn sâu vào trong lòng mình. Nữ tử áo đen nói, không ngờ cô trẻ tuổi như vậy mà kỹ năng hạ cổ lại là xuất thần nhập hóa, Trương Dương võ công cái thế, không ngờ lại mắc bẫy của cô, cũng khó trách, hắn háo sắc như vậy, cũng chỉ có nữ nhân như cô mới có thể tìm được khuyết điểm của hắn. Liễu Đan Thần bị đối phương vạch trần bí mật trong lòng thì hoảng loạn, tôi không hiểu cô đang nói gì. Nữ tử áo đen nói, ân oán giữa cho và Trương Dương vốn không có bất kỳ liên quan gì tới tôi, nhưng cô nếu đã thành công hạ cổ trong cơ thể hắn, thì phải có cách khống chế, nhân sinh thật là kỳ diệu, tôi không làm gì được hắn, nhưng cô lại có phương pháp khắc chế hắn, khống chế cho chẳng khác nào nắm giữ nhược điểm của hắn, cô hiện tại có phải đã minh bạch rồi hay không, hiểu tôi vì sao lại bắt cô rồi chứ? Liễu Đan Thần thầm kêu khổ, không cần hỏi cũng biết nữ nhân áo đen trước mắt này là đại cửu nhân của Trương Dương, trong ngôn ngữ lộ ra sự cửu hận khắc cốt đối với Trương Dương này vì sao lại có lắm kẻ thù thế. Hiểu rõ mục đích của đối phương, Liễu Đan Thần ngược lại càng an tâm, cô ta thở dài nói, cô đừng quá xem trọng địa vị của tôi trong lòng Trương Dương, dùng tôi để áp chế hắn thì căn bản không có bất kỳ tác dụng gì đâu. Nữ tử áo đen nói, có lẽ cho đối với hắn thì không quan trọng. Nhưng nghiệt chủng trong bụng cô thì khác, còn nữa, cô đã có con với hắn thì sao lại nhẫn tâm hạ cổ đối với hắn? Liễu Đan Thần nói, hắn nếu toàn tâm toàn ý đối với tôi thì cả đời này sẽ được bình an vô sự.
Nữ tử cười ha ha, nói tôi nghĩ đây là tình cổ rồi. Liễu Đan Thần thầm nghĩ trong lòng, thuật hạ cổ biến hóa ngàn vạn, một ngoại nhân như cô sao mà hiểu được, có điều cô ta trước mắt đang bị bắt, muốn thoát thân chỉ sợ khó hơn lên trời. Liễu Đan Thần nói, cô rốt cuộc đang nhốt tôi ở đâu? Nữ tử áo đen nói, dưới đất, cô ta giang hai tay ra, đi một vòng, rất ít người biết nơi này lại có một huyệt động dưới đất, Trương Dương biết, có điều hắn cũng sẽ không ngờ được cô lại bị nhốt ở đây. Liễu Đan Thần nói, cô muốn làm gì thôi? Nữ tử áo đen nói, cô đừng sợ, tôi sẽ để cô được sống yên lành, chỉ cần có được thứ mà tôi muốn, tôi tất nhiên sẽ thả cô đi. Liễu Đan Thần nói, cô muốn gì? Nữ tử áo đen hai mắt lấp lánh, cô ta lắc đầu, biết càng nhiều thì mạng cô càng ngắn, đạo lý đơn giản như vậy chẳng lẽ hắn cũng không hiểu ư? Trương đại quan nhân mặc dù ở trước mặt người ta phủ nhận mình không có quan hệ tới chuyện mất tích như thế nào đi chăng nữa, nhưng hắn vẫn rất quan tâm tới Liễu Đan Thần, suy trước tính sau hắn chỉ có thể nhờ Hình Chiêu Huy giúp đỡ. Thân thể của Hình Chiêu Huy đã khang phục, vừa kết thúc an dưỡng, nghe nói Trương Dương gặp chuyện phiền toái, hẹn tối hôm đó gặp mặt hắn ở quan thịt nướng Đông Môn. Trương đại quan nhân lòng như lửa đốt, tới sớm hơn 10 phút. Khi Hình Chiêu Huy tới thì Trương Dương đã gọi xong đồ ăn rồi. Hình Chiêu Huy nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn thì không khỏi cười nói, cô vẫn không thay đổi được cái tật xấu phô trương lãng phí, ăn công khoản cũng không thể như vậy được. Trương đại quan nhân hiển nhiên không có tâm tình nói đùa, thở dài nói, anh biết tôi thích chiếm tiện nghi của nhà nước mà, sếp, lần này tôi gặp đại phiền toái rồi. Hình Chiêu Huy ngồi xuống, phiền toái của cậu quả thực không nhỏ, nói nghe thử đi, xem phiền toái mà chúng ta nói có phải cùng là một chuyện không. Chương 2370, ai cũng có khuyết điểm một. Trương Dương cầm mao đài trên bàn lên rồi nói, sức khỏe của anh hiện tại thế nào? Có uống được một chút không? Hình Chiêu Huy cười nói, uống một chút thì chắc không có vấn đề gì, hai thằng đàn ông nói chuyện mà không uống chút rượu thì hình như cũng khó. Trương đại quan nhân tuy rằng tâm tình có chút trầm trọng, nhưng vẫn không thay đổi được bản sắc hài hước, anh là ông già, tôi là trang trẻ. Hình Chiêu Huy cười ha ha, ở cùng một chỗ với thằng ôn này luôn rất vui vẻ. Trương Dương nghĩ tới Hình Chiêu Huy kiếp hậu trùng sinh, thân thể chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ rót cho hắn một chén rượu nhỏ. Trương Dương cầm chén rượu trước mặt lên rồi nói, sếp, hôm nay là trận rượu đầu tiên sau khi anh về, tôi muốn dùng chén rượu này để biểu đạt sự hoan nghênh thiệt tình nhất tới anh. Trương đại quan nhân ngửa cổ uống cạn. Hình Chiêu Huy mỉm cười gật đầu, có điều hắn chỉ nhấp môi tượng trưng, Trương Dương, cậu hình như tâm sự trùng trùng. Trương Dương nói, sếp, anh quen tôi cũng lâu rồi, thấy con người của tôi thế nào? Hình Chiêu Huy nói, thế nào là sao? Phạm chủ vấn đề này có phải có chút quá mức rộng nghĩ hay không? Trương đại quan nhân nói, tôi là nói, anh cảm thấy tôi có phải có chút hiếu chiến hay không? Hình Chiêu Huy còn tưởng hắn hỏi đề tài mới mẻ gì, không khỏi cười nói, không phải có chút hiếu chiến, mà là rất hiếu chiến, bắt đầu từ lúc tôi quen cậu, cậu có lúc nào mà không đấu với người khác đâu. Trương Dương nói, tôi bảo này sếp, anh cẩn thận nghĩ lại đi, có bao giờ là tôi chủ động đấu với người khác không? Con người của tôi rất độ lượng, mỗi lần đều là người khác chọc tới tôi, cứ đòi đấu với tôi mới bất đắc dĩ, không thể nhịn được nên phản kích. Hình Chiêu Huy buông chén rượu, giống như lần đầu quen hắn, nhìn hắn từ trên xuống dưới, nói như vậy cậu thật đúng là vô tội. Trương đại quan nhân nói, vốn chính là vậy. Hình Chiêu Huy nói, thật ra hiếu chiến cũng không phải là tật xấu gì. Lịch sử nhân loại vốn chính là một bộ lịch sử đấu tranh, không có đấu tranh thì sao tiến bộ được. Cậu không phải luôn luôn tự xưng là thanh niên tiến bộ tốt ư. Muốn tiến bộ thì phải đấu, không ngừng đấu. Trương đại quan nhân cười nói, sếp, cũng chỉ có anh hiểu tôi. Hình Chiêu Huy nói, cậu trước đây vẫn luôn là người có gì nói nấy, sao hôm nay vòng vo thế? Nói thử đi, rốt cuộc gặp phiền toái gì? Trương Dương rót đầy rượu cho mình, Liễu Đan Thần mất tích. Bởi vì trước khi cô ta mất tích cuối cùng là ở một chỗ với tôi, cho nên tôi thành đối tượng hoài nghi trọng điểm của cảnh sát. Hình Chiêu Huy bất động thanh sắc nói, Liễu Đan Thần ư. Tôi biết, là cô Đào Kinh Kịch, tôi cũng nghe người ta nhắc tới rất nhiều, rồi, chỉ là hứa xem cô ta diễn xuất. Trương Dương nói, tôi muốn anh giúp tôi tìm cô ta. Hình Chiêu Huy lạnh lùng nói, cậu thật đúng là bác ái, nếu như mỗi người đàn bà cậu quen đều cần cậu quan tâm như vậy, tôi thấy cậu chắc bận cả đời. Trương đại quan nhân không hề để ý tới lời châm chọc của Hình Chiêu Huy. Hắn ghé sát vào Hình Chiêu Huy rồi nói, sếp, tình cảnh trước mắt của tôi có chút không ổn.
Hình Chiêu Huy nói, chỉ là ở cùng một chỗ với cô ta, cậu lại không bắt cóc cô ta, cứ nói rõ ra không được à? Cảnh sát không có chứng cứ thì không thể úp chuyện này lên người cậu được. Trương Dương nói, Lương Liên Hợp phụ trách vụ án này. Hình Chiêu Huy và Lương Liên Hợp cũng quen biết đã lâu, hắn cười nói, vậy thì càng tốt, cậu khi ở ban chú kinh cũng uống rượu với Lương Liên Hợp không ít lần. Hai người cho dù là không tính là thân, nhưng cũng được coi là bạn nhậu, hắn theo lý sẽ không làm khó dễ cậu. Trương Dương nói, hắn cũng không muốn làm khó tôi, cả ngày trốn mất tiêu. Giao tất cả chuyện cho một thủ hạ của hắn tên là Chu Chí Kiên làm. Hình Chiêu Huy nheo mắt lại, hắn không biết Chu Chí Kiên, nhưng từ trong lời nói của Trương Dương đã cảm thấy, Chu Chí Kiên này tất nhiên có chút bối cảnh. Nếu không thì sao dám đối nghịch với Trương Dương? Lời nói của Trương Đại Quan Nhân rất nhanh liền nghiệm chứng suy đoán của Hình Chiêu Huy, Chu Chí Kiên này là cháu của Chu Hưng Quốc, đời thứ tư của Chu gia. Không biết tên hỗn đản này ăn nhầm thuốc gì, cứ muốn đối nghịch với tôi. Hình Chiêu Huy nói, chuyện không đơn giản. Trương Dương lúc này mới kể lại một lần tiền căn hậu quả bởi vì Liễu Đan Thần mà kết thù kết oán với Phó Hải Triều. Hình Chiêu Huy tuy rằng không biết Chu Chí Kiên, nhưng đối với Phó Hải Triều thì nghe danh đã lâu, hắn nghe Trương Dương nói xong, trong lòng cân nhắc trong chốc lát rồi mới nói, Phó Hải Triều này thì tôi cũng biết, tầm mắt hắn rất rộng, tuyệt đối không phải là một kẻ giận dữ vì hồng nhan. Trương Đại Quan Nhân nghe những lời này của hắn thì không khỏi có chút tức giận, sếp, anh có ý gì? Không ngờ ánh mắt hắn rộng lớn còn tầm nhìn của tôi thì hạn hẹp à? Hình Chiêu Huy mỉm cười nói, tôi tuyệt không có ý hạ thấp cậu, tôi là nói trọng điểm trong lòng mỗi người đều khác nhau, có người yêu Giang Sơn, có người lại yêu mỹ nhân, theo tôi thấy, chuyện Liễu Đan Thần mất tích Phó Hải Triều tuyệt đối sẽ không khẩn trương như cậu đâu. Trương Dương nói, vậy cũng chưa chắc. Hắn sở dĩ nói như vậy là vì cảm thấy quan hệ của Phó Hải Triều và Liễu Đan Thần có thể là thân thiết hơn hắn nghĩ, bằng không chuyện Liễu Đan Thần mang thai phải giải thích thế nào Trương Đại Quan Nhân tưởng lầm rồi, hắn căn bản không hướng chuyện này tới trên người mình. Hình Chiêu Huy nói, tôi là người ngoài cuộc, vậy thì nói cái nhìn của cá nhân tôi thì không phải chịu trách nhiệm. Trương Dương gật đầu, vốn định rót thêm rượu cho Hình Chiêu Huy, nhưng thấy chén rượu của Hình Chiêu Huy vẫn đầy, vì thế lại rót cho mình một ly, nói đi. Tôi cũng muốn nghe thử cái nhìn của anh. Hình Chiêu Huy nói, cậu và Liễu Đan Thần rốt cuộc có quan hệ gì? Trương Dương nói, không có quan hệ gì, đơn giản là tôi từng giúp cô ta trị bệnh, mọi người cũng miễn cưỡng là từng cùng chung hoạn nạn, anh đừng nghĩ linh tinh, tôi và cô ta không có khúc mắc tình cảm. Hình Chiêu Huy nói, quan hệ giữa cậu và Liễu Đan Thần chắc phải thân thiết hơn, hoặc là có thể nói thế này, trong mắt Phó Hải Triều, quan hệ của cậu và Liễu Đan Thần có chút ám muội. Cho nên hắn muốn lợi dụng quan hệ này, hắn sở dĩ sắm vai người theo đuổi xuất hiện trước mặt Liễu Đan Thần, mục đích của hắn thật ra không phải là vì Liễu Đan Thần mà là cậu. Trương Đại Quan Nhân biết Hình Chiêu Huy nghĩ gì, hắn thè lưỡi nói, tôi nhổ vào, hắn không phải là yêu tôi chứ. Hình Chiêu Huy không hề cười, nhiệm kỳ mới sắp tới rồi, thủ tướng tương lai khẳng định sẽ là họ Văn hoặc họ Phó, hai người bọn họ là bằng hữu nhiều năm, đều rất hiểu đối phương. Cạnh tranh giữa bọn họ phải quang minh lỗi lạc. Là quân tử chi tranh, nhưng người bên cạnh lại chưa chắc đã vậy. Nói tới đây hắn tạm dừng một chút, cầm chén trà lên uống. Sau khi trùng sinh, Hình Chiêu Huy tuy rằng thân thể đã dần dần khang phục, nhưng vết thương trong tâm linh thì vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Cuộc sống của hắn tạm thời vẫn không thể trở lại như trước đây. Một chén rượu nhỏ nếu như là trước kia thì đương nhiên sẽ không trở thành bất kỳ vấn đề gì, nhưng hiện tại lại khiến hắn cảm thấy khó có thể nuốt xuống được. Chương 2371, ai cũng có khuyết điểm 2. Trương Dương nhìn Hình Chiêu Huy trước mặt, cảm thấy hắn và trước đây cũng có chút bất đồng, rốt cuộc bất đồng chỗ nào thì Trương Dương không nói ra được. Người thực sự hiểu Hình Chiêu Huy thủy chung chỉ là bản thân hắn, hắn phát hiện mình đã xảy ra biến hóa cực lớn, hắn sợ đề cập tới chính trị, nhất là đấu tranh bởi vì chính trị mà dẫn phát, mỗi khi nhắc tới việc này hắn sẽ cảm thấy cổ họng khô khốc. Hai tay ứa ra mồ hôi, hắn cảm thấy mình không thể tập trung vào công tác bình thường được nữa. Trầm mặc ước chừng 5 phút đồng hồ thì Hình Chiêu Huy mới điều chỉnh tốt tâm tính của mình. Mà Trương Dương cũng biểu hiện ra vẻ kiên nhẫn siêu cường, lẳng lặng đợi hắn mở miệng nói chuyện. Hình Chiêu Huy nói, tôi nghĩ tôi không thể trở lại cương vị trước đây được nữa. Nói chuyện, trong mắt hắn lộ ra vẻ bi ai. Trương Dương vỗ vai hắn, dùng động tác này để cổ vũ Hình Chiêu Huy, sếp. Chỉ cần mình có thể sống vui vẻ, quản những chuyện khác làm gì. Hình Chiêu Huy nói, bất kỳ ai cũng đều có khuyết điểm, Phó Hải Triều đại khái coi cậu trở thành khuyết điểm của Phó Thủ tướng Văn, hắn muốn lợi dụng chuyện của Liễu Đan Thần để kích thích cậu,
cậu nếu rối loạn phương tắc, làm ra những chuyện không lý trí, như vậy cậu sẽ có phiền toái của cậu rất có thể sẽ trở thành phiền toái của Văn gia. Trương Dương gật đầu, tôi nghĩ tới rồi, cho nên tôi hắn nhường nhịn hắn, chỉ là chuyện Liễu Đan Thần mất tích làm tôi rất bất ngờ, sếp, theo anh thấy, chuyện Liễu Đan Thần mất tích liệu có phải hắn đứng sau làm đạo diễn không? Trong đầu Hình Chiêu Huy bỗng nhiên dần hiện ra cảnh mình bị giam dưới đất, hắn đột nhiên nhắm hai mắt lại, trong đầu đủ loại ảnh hưởng hiện lên. Trương Dương từ vẻ mặt thống khổ của Hình Chiêu Huy biết được Hình Chiêu Huy vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh. Hình Chiêu Huy không mở mắt ra, nói khẽ xin lỗi. Tôi, Trương Dương nói, có lẽ chúng ta nên uống rượu, việc này thôi đừng nhắc tới nữa. Hình Chiêu Huy cầm chén nhỏ trên bàn lên, uống cạn, từ lúc chào đời tới nay hắn lần đầu tiên cảm thấy rượu đế cay tới rát họng như vậy, rất khó nuốt, hắn bỗng nhiên xoay người nôn ngụm rượu đó ra. Trương Dương tràn ngập đồng tình nhìn hắn, rót một cốc nước lọc cho hắn, Hình Chiêu Huy ủng ục uống cạn cốc nước lọc, trên mặt hắn toàn là mồ hôi, cầm khăn tay trên bàn lau mồ hôi trên mặt, thở hắt ra tôi quyết định kiêng rượu. Trương Dương nhìn hắn không nói gì. Hình Chiêu Huy lại nói, chuyện của Trương Bích Quân cấp trên rất trọng thị, cô ta liên quan tới một loạt sự kiện nguy cơ của quốc an gần đây. Trương Dương có chút không rõ Hình Chiêu Huy vì sao đột nhiên chuyển rời đến đề tài tới trên người Trương Bích Quân. Hình Chiêu Huy lại nói, Trương Bích Quân nắm giữ rất nhiều tư liệu nội bộ, trong đó bao gồm cả chuyện tôi hiệp trợ anh cướp xe chở tù cứu Tần Manh Manh. Trương Dương nói, nếu như anh có phiền toái thì tôi có thể đi tìm bọn họ nói rõ ràng. Sự kiện đó không liên quan tới anh, nếu như phải gánh vác trách nhiệm thì người đó cũng nên là tôi. Hình Chiêu Huy nói, cậu không sao, không ai biết thân phận của cậu, tuy rằng bọn họ hoài nghi cậu, nhưng thiếu chứng cớ, hơn nữa lúc ấy người ra mặt là Hà Trường An. Trương Dương nói, Hà Trường An đã chết rồi. Hình Chiêu Huy nói, nhưng con gái hắn còn sống, chuyện này đã tiết lộ ra ngoài rồi, phiền toái mà tôi nói là có liên quan tới cô ta. Hình Chiêu Huy nhìn Trương Dương, có liên quan tới cô ta thì nhất định có liên quan tới cậu đúng không? Nội tâm Trương Dương không khỏi trở nên trầm trọng, thật ra rất nhiều người đã đoán được bí mật của thân phận Tần Manh Manh, mẹ nuôi La Tuệ Ninh chính là một trong số đó, nhưng mẹ nuôi là thể tiết lộ chuyện này ra ngoài, bất kể từ điểm nào mà nói, bà ta là người muốn giữ bí mật này nhất, để tất cả mọi người cho rằng Tần Manh Manh đã bốc hơi khỏi nhân gian, như vậy Văn Hạo Nam sẽ không tiếp tục bởi vậy mà bị khốn nhiễu. Điều Trương Dương thực sự lo lắng vẫn là Tần Dồ, cho tới nay Tần gia đều cho rằng là Tần Manh Manh giết chết Tần Chấn Đông, mà Tần gia cũng biết bí mật của Tần Hoan, nghĩ đến đây Trương Dương không khỏi hít một hơi lạnh. Hình Chiêu Huy nói, thân phận của Tần Manh Manh vẫn chưa phải là phiền toái quá lớn. Trương Dương nói, trừ cái này ra thì còn phiền toái gì nữa? Hình Chiêu Huy nói, tài phú kinh người của Hà Trường An không phải dựa vào thủ đoạn chính đáng mà có được, trước mắt có tố cáo về phương diện này. Hà Trường An từng có hành vi trái pháp luật rửa tiền và buôn lậu. Trương Dương khinh thường, nói người đã chết rồi, tất nhiên là người khác muốn nói gì thì nói, trước kia nói hắn đút lót, hiện tại lại bảo hắn buôn lậu rửa tiền. Hình Chiêu Huy nói, Trương Dương, tôi biết quan hệ của cậu và Hà Trường An rất tốt, nhưng điều này cũng không thể trở thành lý do để làm ảnh hưởng tới phán đoán của cậu. Mỗi người đều có chuyện làm sai, có lẽ một bộ phận rất lớn tài sản của Hà Trường An đều là nhờ kinh doanh chính đáng mà có. Nhưng căn cứ vào một số chứng cứ chúng tôi gần đây thu thập được, có thể chứng minh Hà Trường An quả thực từng phạm pháp. Trương Dương nói, anh biết đó, quan hệ của Hà Trường An và Văn gia vẫn luôn rất tốt, chính là vì tầng quan hệ này, cho nên hắn chết rồi vẫn không được yên bình, thỉnh thoảng sẽ có người lại chụp mũ cho hắn. Mục đích của những người này cũng không phải muốn đối phó với Hà Trường An, mà là muốn thông qua hắn để bôi nhọ danh dự của cha nuôi tôi. Hình Chiêu Huy thở dài. Không muốn bị người ta tóm lấy bím tóc thì tốt nhất đừng có để tóc dài, rồi bọ không bâu trứng không thủng. Hắn uống ngụm trà, cảm giác lúc này đã thư thái hơn rất nhiều, nói khẽ Trương Dương, cô ta muốn báo thù cho Hà Trường An căn bản là chuyện là thể. Dưới sự rượt dây của một đám già, phát động cuộc chiến thu mua với Vương Triều Kim Cương, căn cứ vào tình huống tôi nắm giữ được thì những lão già này đang lợi dụng cô ta để ở giữa mưu lợi bất chính, mà hành vi của bọn họ cũng dẫn tới sự chú ý của khoa điều tra tội phạm thương nghiệp của Hong Kong. Trương Dương nói, tôi đã khuyên cô ta rồi nhưng cô ta không nghe. Hình Chiêu Huy nói, nếu như cô ta cứ khư khư cố chấp, có thể sẽ gặp phiền toái rất lớn. Nội tâm Trương Dương trầm xuống. Hình Chiêu Huy nếu nói như vậy thì chắc không phải là gạt hắn, có thể quốc an đã chú ý tới Tần Manh Manh. Nếu như thân phận của cô ta bại lộ, như vậy cô ta sẽ gặp phải nguy cơ liên tiếp, chẳng những quốc an muốn đối phó cô ta, Tần gia cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta.
còn có hung phạm mưu sát Hà Trường An cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng này. Trương Dương nói khẽ, đúng là phiền toái không nhỏ. Hình Chiêu Huy nói, có một số việc một khi đã dính sắc thái chính trị thì sẽ trở nên phức tạp dị thường. Tôi không phải nói chuyện giật gân đâu, tôi công tác nhiều năm như vậy, đã xử lý rất nhiều lần nguy cơ chính trị, là bằng hữu tôi muốn cho cậu vài lời khuyên. Trương Dương gật đầu. Chương 2372, ai cũng có khuyết điểm 3. Hình Chiêu Huy nói, bất kể là Tây Thi, Điêu Thuyền hay là Trần Viên Viên, họ sở dĩ có thể lưu tên trong lịch sử không phải là vì họ đẹp khuynh quốc khuynh thành, mà là vì họ có liên quan tới chính trị, trong đấu tranh chính trị. Nữ nhân tuy rằng không phải nhân vật chính, nhưng thường thường sẽ trở thành đạo cụ cực kỳ quan trọng, rất nhiều lúc sẽ mang tới tác dụng ảnh hưởng tới đại cục. Trương Đại Quan Nhân cảm thán nói, hồng nhan họa thủy. Hình Chiêu Huy nói, cậu vừa chuyện của Phó Hải Triều. Mục đích hắn tiếp cận Liễu Đan Thần có lẽ chính là dùng họa thủy này để nhấn chìm này. Trương Đại Quan Nhân nói, sếp, chẳng lẽ anh cho rằng ý chí của tôi bạc nhược như vậy ư? Hình Chiêu Huy nói, cậu ở phương diện nữ sắc quả thực rất bạc nhược, hơn nữa không chịu nổi một kích, ai cũng biết đây là chỗ yếu của cậu, chỉ cần tìm đúng chỗ, đánh một kích thật mạnh, đã bảo cậu không chịu nổi. Trương Đại Quan Nhân biết Hình Chiêu Huy nói đúng, hắn quả thực thường xuyên bị té nhào trên phương diện này. Mục đích Phó Hải Triều tiếp cận Liễu Đan Thần chắc là muốn lợi dụng cô ta để kích thích mình, nếu như mình rơi vào bẫy của hắn, sẽ bị phiền toái quấn lấy, mà phiền toái của mình khẳng định sẽ tạo thành khốn nhiễu cho Văn gia. Tuy rằng hắn đã sớm nhìn ra dụng tâm của Phó Hải Triều, không rơi vào cái bẫy mà hắn tỉ mỉ chủ tính, nhưng Liễu Đan Thần đột nhiên mất tích lại khiến chuyện này trở nên càng thêm khó bề phân biệt, đây rốt cuộc có nghĩa là âm mưu kết thúc hay là một đại âm mưu bắt đầu. Trương Đại Quan Nhân đến bây giờ vẫn không tin Liễu Đan Thần là bị người ta bắt cóc, dù sao bí mật trên người Liễu Đan Thần thật sự quá nhiều, một nữ nhân có thể chơi mình, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy người khác khống chế dễ dàng như vậy. Tương đối mà nói thì Trương Dương lo lắng cho Tần Manh Manh hơn, theo lời nói của Hình Chiêu Huy, tình cảnh trước mắt của Tần Manh Manh đã là nguy cơ. Bất kỳ chuyện gì cũng đều có tính hai mặt, người khác sở dĩ muốn đối phó bọn họ, là vì muốn thông qua hành động này để mang tới phiền toái cho Văn gia. Vào 10 giờ thì chia tay Hình Chiêu Huy, Trương Dương chỉ vào con đường xe đi xe lại, nói tôi bắt xe về. Hình Chiêu Huy cũng không định chở hắn, thật ra nếu như không phải Trương Dương chủ động mời thì Hình Chiêu Huy cũng sẽ không chủ động liên lạc với hắn. Sau khi trải qua tìm được đường sống trong chỗ chết lần này Hình Chiêu Huy đã rút khỏi tuyến đầu, không phải ý của cấp trên, mà là kết quả sau khi hắn cân nhắc thận trọng, đoạn kiếp sống bị Trương Bích Quân giam giữ đã trở thành cơn ác mộng không thể xóa đi của hắn. Hình Chiêu Huy vươn tay ra vỗ vỗ vai Trương Dương, cậu khuyên nhủ cô ta đi, đừng trở thành công cụ để người khác lợi dụng. Trương Dương gật đầu, nhìn theo chiếc xe liệp báo của Hình Chiêu Huy vẫy tay với hắn rồi khởi động động cơ cùng với tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, xe liệp báo nổ tung, sóng khí cường đại tỏa ra bốn phía, thân thể Trương Dương bị một cỗ lực lượng cực lớn đẩy đi, ngã mạnh xuống đất, kính của những cửa hàng chung quanh cũng bị chấn cho vỡ nạn, mảnh vụn thủy tinh rơi lả tả. Hai tai Trương Đại Quan Nhân ù ù, hắn trong khoảng thời gian ngắn không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, choáng váng nhìn ánh lửa chưa tắt, trên người hắn không biết dính máu tươi của ai, một lát sau thính giác của hắn một lần nữa khôi phục, hắn nghe thấy những tiếng thét chói tai, nghe thấy ô tô bởi vì cấp tốc phanh lại mà liên tục tông vào đuôi nhau, nghe thấy tiếng sắt thép rơi xuống, nghe thấy tiếng khóc của mình. Nam Nhi không dễ khóc, chỉ là khi chưa quá thương tâm. Trương Dương tuy rằng thường hay nói đùa với Hình Chiêu Huy, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới sự tôn trọng của hắn đối với Hình Chiêu Huy, giữa hắn và Hình Chiêu Huy có một loại tình cảm cũng vừa là thầy vừa là bạn, tận mắt thấy bằng hữu của mình tan thành mây khói trong vụ nổ, đây là một loại cảm giác đau xé ruột xé gan. Cảnh Chí Siêu dẫn đội tới hiện trường, nhanh chóng phong tỏa hiện trường, trận nổ mạnh này đã tạo thành tử vong cho một người, ba người đi đường bị thương, Cảnh Chí Siêu tìm được người chứng kiến. Trương Dương ngồi ở đó, trên người dính không ít vết máu. Không biết máu tươi rốt cuộc đến từ trên người người khác hay là của bản thân hắn. Cảnh Chí Siêu nói với bác sĩ cấp cứu ở bên cạnh, tình huống của hắn thế nào? Có thể tiếp nhận thẩm vấn hay không? Bác sĩ cấp cứu thở dài nói, tôi không biết, hắn cự tuyệt để chúng tôi kiểm tra thân thể, cũng không muốn theo chúng tôi tới bệnh viện trị liệu. Cảnh Chí Siêu gật đầu, tới trước mặt Trương Dương rồi nói khẽ tại sao lại vậy? Trương Dương ngẩng đầu, nước mắt của hắn đã khô, ánh mắt phủ kín tơ máu. Ánh mắt tràn ngập sát khí, ánh mắt này khiến Cảnh Chí Siêu nội tâm run lên. Trương Dương, nói cha ra là ai làm, mặc kệ là ai, tôi nhất định sẽ giết hắn, tôi thề.
Cảnh Chí Siêu nói, anh vì sao gặp mặt chủ nhiệm Hình? Trương Dương nói, bằng hữu gặp mặt ăn bữa cơm không phải là rất bình thường ư? Cảnh Chí Siêu nói, theo tôi được biết thì anh không hề lái xe, anh vì sao không lên chiếc xe này? Trương Dương giống như một con sư tử bị chọc giận, anh hoài nghi tôi ư? Anh con mẹ nó hoài nghi tôi ư? Hắn là bằng hữu của tôi không thể hại hắn, nếu như có thể thì tôi nguyện ý hy sinh tính mạng của mình để cứu hắn. Cảnh Chí Siêu nói, nhưng anh vẫn sống tốt mà. Trương Dương cắn môi, không sai, mình vẫn sống tốt, hắn không thể giải thích chuyện này, cũng chẳng muốn giải thích, nếu như hắn vừa rồi lên xe của Hình Chiêu Huy thì như vậy hiện tại hắn cũng tan thành mây khói với Hình Chiêu Huy. Cảnh Chí Siêu nói, Trương Dương, tôi hy vọng anh có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý. Trương Dương lắc đầu nói, tôi không có giải thích hợp lý, nhưng, tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ và xử lý hắn. Sau khi trải qua 3 tiếng đồng hồ thẩm vấn, Trương Dương mới được cho đi, lúc này Trương Dương lần đầu tiên có cảm giác thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, hắn không trở về ban chú kinh, mà là về Hương Sơn biệt viện, khi hắn đẩy cửa phòng thì nhìn thấy trong thư phòng biệt viện sáng đèn. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Trần Tuyết đi ra, cô ta giống như một người vợ chờ chồng đi làm đêm về, nói khẽ, về rồi à. Tuy rằng giọng nói rất bình thản, nhưng Trương Dương vẫn tìm được sự quan tâm của cô ta đối với mình ở trong đó. Trương Dương gật đầu, hắn lặng lẽ đi tới. Trần Tuyết nói, có đói bụng không? Đi tắm rửa một cái đi, tôi nấu bát mì cho anh. Trương Dương lắc đầu, cô vì sao vẫn chưa ngủ? Trần Tuyết nói, tôi đang đọc sách, tôi vẫn thường thức khuya mà, anh gần đây không phải vẫn luôn ở ban chú kinh ư? Cô ta từ vẻ mặt mệt mỏi và thương cảm của Trương Dương đoán được nhất định đã có việc xảy ra. Tâm sự với tôi nhé. Giọng nói của Trương Dương mang theo vẻ van nài. Trần Tuyết gật đầu, ngồi xuống bậc thang trước cửa hiên với Trương Dương. Trương Dương nói, một bằng hữu rất tốt của tôi, Hình Chiêu Huy, hắn đã chết, vừa mới phát sinh, tôi tận mắt thấy hết, có người đặt bom trong ô tô của hắn, nếu như tôi lên chiếc xe đó, tôi nghĩ, tôi và hắn. Trần Tuyết nói, anh không lên xe, anh vẫn còn sống. Trương Dương nói, hắn giúp tôi quá nhiều, với tối nay tôi hẹn hắn tới giúp tôi, Liễu Đan Thần mất tích, tôi muốn nhờ hắn tìm. Nếu như tôi không hẹn hắn ra, có lẽ chuyện này sẽ không phát sinh, lão Hình vẫn sống êm đẹp. Trương Dương nói tới đây, sự áy náy và hối hận khiến hốc mắt hắn nóng lên. Trần Tuyết ôn nhu nói, anh đổ tất cả trách nhiệm lên người mình, cho nên anh mới khó chịu như vậy. Trương Dương nói, tôi chắc là một kẻ mang điềm gở, bằng hữu thân thiết của tôi đều gặp xui. Trần Tuyết nói, cho dù là bọn họ không biết anh, cho dù là bọn họ và anh không phải là bằng hữu. Thế nên phát sinh cuối cùng vẫn phải phát sinh. Tôi không phải muốn giúp anh trốn tránh trách nhiệm, tôi chỉ là cảm thấy, anh đang lãng phí thời gian để thương cảm, giờ chẳng thà anh làm chút chuyện cho những bằng hữu đã gặp bất hạnh này. Trương Dương ngẩng đầu, tôi không biết, tôi con mẹ nó đến bây giờ vẫn không biết rốt cuộc là ai ở phía sau bày ra tất cả. Trần Tuyết nói, trên đời này không có bí mật tuyệt đối, chỉ cần là âm mưu thì sẽ phải bại lộ dưới ánh mặt trời, đơn giản là sớm hay muộn thôi. Chương 2373, ai cũng có khuyết điểm 4. Trương Dương không nói gì, ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên trời, vẻ mặt yêu thương và bối rối, ánh trăng thời này và ánh trăng triều đại tùy không hề khác biệt, nhưng tất cả bên cạnh hắn lại xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Vừa mới tới thời đại này, bởi vì nhìn thấy vương bát chi khí, oai phong lẫm liệt của Lý Trường Vũ mà hâm mộ, từ đó sinh ra ý muốn bước vào quan trường, với hắn mà nói trùng sinh cũng có nghĩa là nhân sinh của mình có thể dựng lại. Có thể sống khác với kiếp trước, hắn hướng tới loại cuộc sống nắm quyền thiên hạ, say trong lòng mỹ nhân này. Nhưng mà khi hắn thực sự đặt chân vào quan trường mới phát hiện quan trường không phải là uy phong như trong tưởng tượng của hắn, ngoài mặt thì phong quang nhưng sau lưng kỳ thực che giấu sự ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau, người ở trong đó rất khó tìm được tình bạn thực sự, đại đa số không phải anh lợi dụng tôi thì chính là tôi lợi dụng anh. Ở trong quan trường càng lâu, vị trí càng cao, thì càng hiểu được sự hiểm ác của tính người. Hiện giờ Trương Đại Quan Nhân tuy rằng là bí thư thị ủy Tân Hải, thường ủy thành phố Bắc Cảng. Nhưng nội tâm hắn lại trở nên càng lúc càng không vui vẻ. Nhân sinh của tôi vốn không nên là như vậy, Trương Đại Quan Nhân cảm thán nói. Trần Tuyết hỏi ngược lại, vậy anh cho rằng nhân sinh của mình nên thế nào? Trương Đại Quan Nhân, nói trời xanh tính trời sinh ngỗ ngược. Không thích bị người ta quản, cho nên mới lựa chọn làm quan. Trần Tuyết thở dài, anh đó. Thủy Trung không đổi được cái tính thích rát vàng lên mặt. Tôi có à? Trần Tuyết gật đầu, mắt đẹp cũng nhìn về phía vầng trăng trong trời đêm,
tựa hồ nhớ tới gì đó, ánh mắt đột nhiên trở nên hư vô và bối rối. Trương Dương quay sang, nhìn hình bóng Trần Tuyết trong ánh trăng, nói khẽ, tôi thủy chung cho rằng cô mới là người hiểu tôi nhất. Trần Tuyết nói, vì sao lại sinh ra suy nghĩ kỳ quái như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì tôi biết rất nhiều bí mật của anh? Có một số lời tôi nói ra, người khác sẽ coi là nói đùa, chỉ có cô là tin. Tin gì? Tin anh là quái vật từ chiều tùy vượt thời gian tới đây. Trần Tuyết khi nói chuyện thủy chung không nhìn vào ánh mắt Trương Dương. Trương Dương cười nói, thật ra hai người chúng ta trong điểm này rất giống nhau, cho tuy rằng bộ dạng thì dễ nhìn hơn tôi, nhưng cũng là quái vật. Trần Tuyết nói, có lẽ là gần mực thì đen. Trương Đại Quan Nhân nói, có thể nhiễm đen cô cũng là chuyện tôi cầu mà không được. Trần Tuyết đã quen với phương thức nói chuyện đầy tính quấy rối này của hắn rồi, đối với sự phóng túng của thằng cha này, phương thức tốt nhất chính là mặc kệ, Trần Tuyết nói tránh đi, so với đề tài nhàm chán này thì tôi tình nguyện nghe anh nói về nhân sinh. Trương Đại Quan Nhân không nhịn được cười, tôi phát hiện mình vào nhầm chỗ rồi, nếu như có thể có một cơ hội làm lại, tôi sẽ không lựa chọn đi làm quan. Trần Tuyết ồ một tiếng, giống như mới quen nhìn Trương Dương, rất khó tin những lời này lại phát ra từ miệng anh. Trương Dương nói, thật ra cảnh giới của tôi so với trong tưởng tượng của cô thì cao hơn nhiều. Trần Tuyết nói, nhưng tôi lại cảm thấy có người trong hiện thực bị đánh cho đầu rơi máu chảy nên mới nản lòng thoái chí. Trương Dương cười ha ha, nói tôi vẫn chưa thảm tới mức đó đâu. Chỉ là thấy chán thôi, tạm dừng một chút rồi nói, chán thực sự, tôi một lòng muốn sống khoái hoạt, không bị ai ước thúc, ở trong mắt người khác, tôi hiện tại tốt xấu gì cũng đã là bí thư thị ủy Tân Hải. Lẽ ra cũng được cho là sĩ đồ đắc ý ồ, nhưng tôi cẩn thận ngẫm lại, hiện tại tôi tựa hồ còn không khoái hoạt bằng ở xã Hắc Sơn là chủ nhiệm ban sinh đẻ kế hoạch. Trần Tuyết nói, tính tình của anh vốn không thích hợp với quan trường. Trần Tuyết tuyệt đối không phải là người đầu tiên nói vậy, nhưng Trương Đại Quan Nhân đối với lời nói của cô ta thì lại chịu nghe nhất. Trương Dương nói khẽ, tôi gặp một số phiền toái, Liễu Đan Thần đột nhiên mất tích, Phó Hải Triều lấy chuyện này để làm phi ê, 10 phần có 9 sẽ đổ trách nhiệm của chuyện này lên người tôi. Bởi vì chuyện này tôi tới nhờ một lão bằng hữu ở Quốc An giúp, nhưng khi chúng tôi vừa chia tay thì ô tô hắn ngồi lại nổ tung. Trần Tuyết tuy rằng không chính mắt thấy cảnh hình Chiêu Huy bỏ mình, nhưng nghe thấy Trương Dương thuật lại cũng không khỏi cảm thấy hết hồn. Nếu như Trương Dương cũng lên chiếc xe đó, như vậy người bị nổ chết chỉ sợ không chỉ có hình Chiêu Huy. Trương Dương nói, không sai, tôi thiếu chút nữa cũng lên chiếc xe đó, nếu như không phải tôi hẹn lão hình ra, có lẽ sẽ không phát sinh loại chuyện này. Nói tới đây, giọng nói của Trương Dương không khỏi có chút nghẹn ngào, trong cảm nhận của hắn, hình Chiêu Huy là một sư trưởng thân thiết và cũng là một vị bằng hữu tin cậy. Không ngờ hình Chiêu Huy tránh được ma trảo của Trương Bích Quân, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh được kiếp chết. Nếu như hắn trước chuyện biết sẽ phát sinh loại chuyện này, Trương Dương tuyệt đối sẽ không hẹn gặp mặt hắn. Trần Tuyết từ vẻ mặt của Trương Dương có thể nghiền ngẫm ra sự đau khổ trong lòng hắn lúc này, vươn tay ra vỗ nhẹ nhẹ mờ u bàn tay hắn, ôn nhu nói. Sinh tử của con người, đã được chú định, đúng như một chuyện mà anh nói, anh là người thời tùy vượt thời gian tới đây, nếu trời cao đã an bài như vậy, chắc hẳn đối với người khác cũng sẽ như vậy, vị bằng hữu đó của anh nói không chừng cũng bị đưa tới một thời không, chỉ là chúng ta không thấy được hắn, chưa chắc đã đại biểu thế giới của hắn đã kết thúc. Trương Dương biết Trần Tuyết đang an ủi mình, hắn miễn cưỡng cười cười. Trần Tuyết nói, ưu điểm lớn nhất của anh là càng gặp khó khăn thì càng cố gắng, từ lúc tôi quen anh tới giờ. Anh chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai, cũng chưa bao giờ sợ cái gì, đã có người thương tổn tới bằng hữu của anh, vậy tìm ra hắn đi, chấm dứt ân oán này, chỉ có như vậy anh mới có thể vứt bỏ tất cả gánh nặng trong lòng, thoải mái mà đi, làm chuyện anh thích làm, tận tình hưởng thụ nhân sinh của anh. Trương Dương nhìn Trần Tuyết, trong lòng không khỏi ấm áp, Trần Tuyết quả nhiên hiểu được tâm tư của mình, hắn bỗng nhiên nói, chờ tôi giải quyết xong tất cả, cô có thể đi theo tôi hay không? Trần Tuyết ngẩng đầu. Ánh mắt một lần nữa hướng tới bầu trời đêm, vầng trăng trên không trung không biết từ khi nào đã trốn vào sau tầng mây. Trần Tuyết nói khẽ, anh ở thế giới này, tôi cũng ở thế giới này. Trương Đại Quan Nhân nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của cô ta, không khỏi có chút ngây ngốc. Thế Luân ở trong văn phòng của mình ở phố Trường An tiếp kiến Cảnh Chí Siêu đến từ Quốc An, hắn không biết đối phương vì sao muốn tới mình, chẳng lẽ là hành vi nào đó của mình đã dẫn tới sự chú ý của phía Quốc An. Tiết Thế Luân cẩn thận ngẫm lại. Cũng chỉ có chuyện của Trương Bích Quân mới có thể khiến đối phương có hứng thú đối với mình. Tiết Thế Luân đối với Cảnh Chí Siêu tràn ngập cảnh giác và phòng bị, nhưng hắn ngoài mặt không lộ ra chút nào, rất nhiệt tình mời Cảnh Chí Siêu ngồi xuống.
Cảnh Chí Siêu sau khi ngồi xuống thì gọn gàng dứt khoát nói, Tiết tiên sinh, tôi hôm nay tới là muốn tìm hiểu một việc. Thế Luân mỉm cười nói, Cảnh tiên sinh tìm tôi chẳng lẽ là liên quan đến an toàn quốc gia. Tôi tuy rằng không biết mình có chỗ nào có thể giúp anh, nhưng chỉ cần có liên quan tới lợi ích quốc gia thì tôi tất nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ. Trên mặt Cảnh Chí Siêu không hề cười, hắn nhìn thẳng vào hai mắt Tiết Thế Luân, đây là thói quen nghề nghiệp của hắn, thích thông qua ánh mắt của một người để tìm hiểu biến hóa nội tâm của hắn, nhưng mà ở chỗ Tiết Thế Luân hắn căn bản không nhìn ra gì, hai mắt Tiết Thế Luân như miệng giếng bình tĩnh không có biến hóa. Cảnh Chí Siêu trước đây tiếp xúc với Tiết Thế Luân không nhiều lắm, ấn tượng đối với hắn là tố chất tâm lý của người này nhất định cực kỳ cường đại. Cảnh Chí Siêu đưa ra một tấm ảnh cho Tiết Thế Luân, người này Tiết tiên sinh chắc hẳn biết chứ. Tiết Thế Luân cầm lấy ảnh rồi nhìn thoáng qua, đây là ảnh của quốc an hình Chiêu Huy, Tiết Thế Luân nhìn trong chốc lát rồi lắc đầu, không biết. Hắn không nói thật, nhưng cũng không phải tất cả là nói dối, hắn biết người trong ảnh là hình Chiêu Huy, nhưng hắn và hình Chiêu Huy không có giao tiếp gì. Cũng có thể được cho là không biết. Cảnh Chí Siêu thu hồi ảnh, hắn là chủ nhiệm hình của Cục 5 Quốc an chúng tôi, tối hôm qua ở cửa quán lẩu Đông Môn đã bỏ mình vì trúng bom. Tiết Thế Luân nhíu mày, hắn không biết tin hình Chiêu Huy đã chết, hiện tại hắn có chút minh bạch ý đổ đến của Cảnh Chí Siêu, phía Quốc an hiển nhiên hoài nghi chuyện này có liên quan tới mình. Tiết Thế Luân bắt đầu suy nghĩ nguyên nhân bọn họ hoài nghi, chắc là bởi vì Trương Bích Quân, từ chuyện này có thể đoán. Quốc an đã đang điều tra quan hệ giữa hắn và Trương Bích Quân, thậm chí có thể đã biết được gì đó. Tiết Thế Luân bất động thanh sắc nói, Cảnh tiên sinh, tôi rất tiếc vì cái chết của vị chủ nhiệm hình này, nhưng tôi không rõ, ngài tới tìm tôi, cũng nói cho tôi biết chuyện này, xuất phát từ mục đích gì. Tôi và chủ nhiệm hình có thể nói là vốn không quen biết, chẳng lẽ các anh hoài nghi tôi có liên quan tới cái chết của anh ta? Cảnh Chí Siêu nói, Tiết tiên sinh chắc quen Trương Bích Quân. Quả nhiên không ngoài sở liệu của Tiết Thế Luân, cuối cùng chuyện vẫn về tới trên người Trương Bích Quân. Trên mặt Tiết Thế Luân lộ ra vẻ mặt không vui, Cảnh tiên sinh có ý gì? Chương 2374, Hậu Chiêu 1. Cảnh Chí Siêu nói, tôi lần này đến tìm ngài để tìm hiểu một số tình huống. Tiết Thế Luân bật cười ha ha, Cảnh tiên sinh, anh muốn tìm hiểu tình huống gì? Chẳng lẽ anh cho rằng tôi có liên quan tới cái chết của chủ nhiệm hình kia? Cảnh Chí Siêu lạnh lùng cười nói, Tiết tiên sinh, tôi tin ngài và chủ nhiệm hình vốn không quen biết nhau, cũng tin ngài không có bất kỳ liên quan gì tới cái chết của anh ta, nhưng ngài chắc quen Trương Bích Quân nữ sĩ chứ. Tiết Thế Luân nheo mắt lại nhìn Cảnh Chí Siêu, quan hệ giữa mình và Trương Bích Quân chắc đã bị phía quốc an biết, nhưng không có gì phải sợ cả, từ sau khi hắn quyết định tham dự lễ tang của Trương Bích Quân, cũng đã cân nhắc tới điểm này, chỉ bằng vào quan hệ giữa bọn họ, quốc an không thể chứng minh điều gì, Tiết Thế Luân nói quen. Hơn nữa quen rất lâu rồi, chúng tôi là bằng hữu tốt. Cảnh Chí Siêu một lời hai nghĩa nói, nếu như không phải là bằng hữu tốt thì cũng sẽ không tham dự lễ tang của cô ta tồn tại vấn đề rất lớn. Tiết Thế Luân không chút do dự ngắt lời hắn, cô ta là người tốt, là bằng hữu chân chính của tôi. Cảnh Chí Siêu nhìn Tiết Thế Luân một cái, bất kể là như thế nào tôi cũng bội phục dũng khí của Tiết tiên sinh, dưới tình huống trước mắt, rất ít người có dũng khí đứng ra thừa nhận là bằng hữu của cô ta. Tiết Thế Luân nói, phán đoán của tôi sẽ không bị ý kiến của người khác làm ảnh hưởng. Hắn trả lời thẳng thắn mà tự tin. Cảnh Chí Siêu nói, chủ nhiệm hình trước đó từng mất tích hơn nửa năm, trên thực tế anh ta là bị Trương Bích Quân xuống tay ám toán, bị bắt phi pháp ở một địa phương bí ẩn. Tiết Thế Luân nói, tôi đối với chuyện nội bộ của bộ môn các anh thì không có hứng thú, anh cũng không cần thiết phải nói những chuyện này với tôi. Cảnh Chí Siêu gật đầu, Trương Bích Quân tử vong vì bị giết chắc Tiết tiên sinh cũng biết. Tiết Thế Luân nói, tiên sinh không cần quanh co lòng vòng, tôi biết anh muốn nói gì. Anh có phải cảm thấy có người bởi vì cái chết của Trương Bích Quân mà giận chó đánh mèo lên người khác giận chó đánh mèo, cho nên chọn dùng phương thức này để trả thù, diệt trừ kẻ địch lúc sinh tiền của cô ta hay không? Trên mặt Cảnh Chí Siêu thủy chung vẫn giữ nụ cười khiêm hòa, nhưng vẻ mặt của Tiết Thế Luân đã lộ ra vẻ phẫn nộ, hắn ra sức lắc đầu, theo tôi thấy, hành vi của các anh quả thực là nhàm chán. Nếu có thời gian có tinh lực thì hãy đi làm một số chuyện có ý nghĩa đi. Chứ đừng có lãng phí trên điều tra những chuyện nhàm chán. Theo tôi thấy, các anh chỉ là một đám người vô năng hưởng bổng lộc của quốc gia, một đám lưu manh trong thể chế, trừ tưởng tượng vô căn cứ, thêu dệt tội danh ra thì các anh còn có thể làm gì nữa. Nội bộ của các anh xảy ra vấn đề, là bản thân các anh không có năng lực. Người của các anh chết là các anh bảo hộ bất lực, trước đó không chịu làm gì, về sau thì lại hoài nghi tất cả. Thật là khiến cho người ta khinh thường,
tôi cho anh một lời khuyên. Nếu có chứng cớ thì cứ dẫn tôi đi, nhưng nếu như các anh không có chứng cớ mà dám cả gan làm ra những hành động kiểu theo dõi giám thị nhằm vào tôi và bất kỳ ai bên cạnh tôi nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của các anh. Vẻ mặt của Cảnh Chí Siêu trở nên có chút xấu hổ, Tiết Thế Luân để khí 10 phần, quả thực hắn cũng có để khí như vậy. Không chỉ bởi vì bối cảnh và thế lực của hắn, mà còn là vì trước mắt không hề có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy hắn có liên quan tới vụ án của Hình Chiêu Huy. Cảnh Chí Siêu vừa ly khai thì Thiết Vĩ Đồng bước vào. Cô ta và Cảnh Chí Siêu đi qua nhau. Cảnh Chí Siêu hữu hảo gật đầu với cô ta, Thiết Vĩ Đồng nhìn bóng dáng của Cảnh Chí Siêu, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia bối rối. Tới văn phòng, cô ta lập tức liền nhận thấy được sắc mặt vẫn còn tức giận của cha con, nói khẽ cha, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiết Thế Luân lắc đầu nói, không có gì. Hắn không muốn con gái bị ảnh hưởng vì chuyện này. Tiết Vĩ Đồng giúp cha mang chén trà tới trước mặt hắn. Sau khi Trương Bích Quân chết, tình tự của cha rõ ràng trở nên xấu hơn rất nhiều. Tiết Vĩ Đồng tuy rằng không hỏi nhưng cũng có thể đoán được tình cảm giữa cô ta và cha tất nhiên rất sâu đậm. Cô ta ôn nhu nói cha, cha trong khoảng thời gian này có chút quá mệt mỏi rồi, hay là con cùng cha ra nước ngoài giải sầu. Tiết Thế Luân nói, Đồng Đồng, cha có chuyện muốn thương lượng với con. Tiết Vĩ Đồng gật gật đầu, tựa vào bàn làm việc, lẳng lặng nhìn cha. Tiết Thế Luân nói, con biết đấy, mấy năm nay trọng tâm sinh ý của cha tất cả là ở nước Mỹ, tuy rằng mấy năm gần đây cha đã bắt đầu thử đầu tư ở trong nước, nhưng hiệu quả đầu tư luôn kém xa mong muốn, những sự vụ trong nước khó tránh khỏi tiêu tốn tinh lực quá lớn của cha, cho nên nghiệp vụ bên nước Mỹ bị lơ là. Tiết Vĩ Đồng nói cha nếu yên tâm về con thì cứ giao chuyện trong nước cho con quản lý. Tiết Thế Luân cười cười lắc đầu, chuyện trong nước phức tạp hơn hải ngoại rất nhiều, sự nghiệp ở hải ngoại của cha đã đi vào quỹ đạo, quản lý cũng không phức tạp, cần một người tin tưởng tới phụ trách tất cả, mà trong nước. Tiết Thế Luân tạm dừng một chút, một lát sau mới cầm chén trà lên nhấp một ngụm, phải để cha tự mình xử lý. Tiết Vĩ Đồng nói, vậy con chẳng phải là phải đi xa ư? Tiết Thế Luân mỉm cười nói, nhà đầu ngốc, con muốn về lúc nào cũng được, ở thời đại này. Địa cầu đã trở nên chẳng khác gì một cái thôn nhỏ, hơn nữa tới nước Mỹ cũng không có gì không tốt, rất nhiều bằng hữu của con đều ở đó. Tiết Vĩ Đồng cắn cắn môi, câu câu chôn chặt trong lòng, Thủy Chung không hỏi, cô ta có một loại trực giác, cha nhất định đã gặp phiền toái, hơn nữa phiền toái rất lớn, ông ta bảo mình tới nước Mỹ, không phải nguyên nhân trên sinh ý mà là xuất phát từ một loại an bài ổn thỏa, là con gái, cô ta không thể hỏi, nên chỉ có thể vâng theo. 10 giờ sáng. An Đức Huyên tới văn phòng của Tiết Thế Luân, bọn họ trước đó đã hẹn gặp mặt, An Đức Huyên rất đúng giờ, cơ hồ đúng vào lúc chuông điểm 1 giờ thì tới trước mặt Tiết Thế Luân. Hắn vẫn là khuôn mặt bất cẩu môn thiếu. Lúc này Tiết Thế Luân tựa hồ đã hoàn toàn điều chỉnh lại tâm tình, nụ cười tươi rói, như gió xuân đứng dậy đón chào, cầm tay An Đức Huyên ra sức lắc, An tiên sinh, đã lâu rồi không gặp. An Đức Huyên nói, trong khoảng thời gian này mọi việc rất bận rộn. Thật sự là không lấy đâu ra thời gian để tới đây bái phỏng. Tiết Thế Luân mời An Đức Huyên ngồi xuống, nhìn như không chút để ý hỏi, bận gì thế? An Đức Huyên nói, người làm ăn đương nhiên là bận sinh ý rồi. Tiết Thế Luân lạnh lùng cười, người làm ăn chưa chắc đã chỉ bận sinh ý, chuyện làm kinh thương như lo chính trị ở quốc gia của chúng tôi ở đâu cũng có thể thấy được. An Đức Huyên nói, ở trên sinh ý thì tôi cũng không dám so sánh với Tiết tiên sinh, chỉ mong được ăn no là sướng rồi. Chương 2375, Hậu Chiêu 2. Đề tài của Tiết Thế Luân đột nhiên thay đổi, nhưng có một số người miệng rất to, chưa chắc đã dễ dàng ăn no. An Đức Huyên đương nhiên có thể nghe ra những lời này của Tiết Thế Luân rõ ràng là đang nhằm vào mình, trên mặt hắn khó lắm mới hiện ra được một nụ cười, con người khác nhau, sở thích cũng khác nhau, có người thích ăn mặn, có người thích ăn chay, tôi luôn cảm thấy mỗi người đều phải tôn trọng sở thích của người khác, không nên áp đặt ý chí của mình cho đối phương. Anh thấy đúng không? Tiết Thế Luân bật cười ha ha, ánh mắt nhìn An Đức Huyên từ trên xuống dưới, hắn nói khẽ, một tên ăn mầu từng đói tới hấp hối thì có tư cách gì để kén cá chọn canh? Cho rằng kiếm được một ít tiền là có thể biến hóa nhanh chóng trở thành nhân vật thượng tầng ư. Hắn lắc đầu, ăn mày vĩnh viễn là ăn mày. An Đức Huyên nói, là người thì đều có tôn nghiêm. Tiết Thế Luân nói, khi một người ngửa tay ra xin tiền thì hắn cũng đã hoàn toàn vứt bỏ tự tôn. Ánh mắt hắn khí thế bức nhân nhìn thẳng vào An Đức Huyên, chính trị không phải ai cũng có thể chơi được đâu. An Đức Huyên đối mặt với Tiết Thế Luân không hề biểu hiện ra bất kỳ vẻ yếu thế nào, các anh không phải thường nói chính quyền là từ trong nòng súng sinh ra ư.
Tiết Thế Luân nói, tôi thủy chung cho rằng trên thế giới này bất kỳ chuyện gì cũng phải có chuẩn tắc, nếu như không dựa theo quy tắc để ra bài, như vậy thế giới này sẽ loạn thành một đống, sắm tốt vai của mình là được rồi, đừng vươn tay ra quá dài. An Đức Huyên nói, Tiết Tiên Sinh hình như đang cảnh cáo tôi. Tiết Thế Luân nói, anh lý giải như thế nào cũng được. Ánh mắt hắn chiếu lên bức ảnh đó trên bàn, đó là ảnh của hắn và cha hắn, nhìn nụ cười hiền lành của cha, Tiết Thế Luân chậm rãi nói, trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, có thể các anh cho rằng thế giới đã khác rồi, tôi không phải là tôi trước đây, các anh cũng không phải là các anh trước đây, có một số người có một số việc đối với các anh mà nói đã trở nên không còn quan trọng. An Đức Huyên nói, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm chúng tôi rồi. Tiết Thế Luân nói, hiểu lầm ư, anh cho rằng là hiểu lầm, vậy hiện tại giải thích rõ với tôi đi, là ai bắt Tang Bối Bối, cũng lợi dụng Tang Bối Bối dẫn Trương Bích Quân tới rồi đẩy cô ta vào chỗ chết. Là ai đã bày ra vụ mưu sát cả nhà Khưu Chỉ Đống trên núi Thanh Đài? Là ai đã bắt cóc Khưu Phượng Thiên? An Đức Huyên nói, anh vì sao không đi hỏi Nghiêm Quốc Chiêu đi? Tiết Thế Luân nói, người ta quá thực tế cũng không phải là chuyện tốt, rất nhiều người cho rằng Tiết gia chúng tôi đã không còn như trước kia, nhưng Trung Quốc có câu tục ngữ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chẳng lẽ cứ nhất quyết phải nghiệm chứng đạo lý này ư? An Đức Huyên nói, tôi năm đó khi rời khỏi Hong Kong cũng từng thỏa thuê mãn nguyệt, tôi ở Đài Loan sáng lập Tín Nghĩa xã, lợi dụng hai chân hai tay để đánh ra một mảng thiên địa, tôi một độ cho rằng trong thế giới này tôi không có gì không làm được. Nhưng khi An gia chúng ta gặp phải trận thảm kịch đẫm máu đó, tôi mới ý thức được, tôi cũng không thể chi phối tất cả, bất kỳ ai cũng không thể. Tiết Thế Luân, nói anh đừng quên là ai đã giúp các anh giải quyết xong đoạn huyết cừu này. An Đức Huyên nói, không quên, hắn đứng lên, không muốn tiếp tục nói chuyện với Tiết Thế Luân nữa, lưu cho Tiết Thế Luân một bóng dáng cao ngạo. Tiết Thế Luân nói, cha con các anh quả nhiên rất giống nhau. An Đức Huyên dừng chân, bị chết của Trương Bích Quân đừng tính lên đầu chúng tôi không có bất kỳ hứng thú gì với cô ta cả. Tiết Thế Luân nhẹ nhàng gật đầu, giúp tôi nói với con trai anh, tôi có thể đưa hắn lên thì cũng có thể hủy diệt hắn. Hắn thật sự nói như vậy ư? An Đạt Văn lộ ra có chút tinh thần chán nản, Lương Bách Nhi đã chính thức đề xuất ly hôn với hắn, An Đạt Văn gặp khốn nhiễu không nhỏ, đương nhiên cũng không phải bởi vì hắn quá để ý tới Lương Bách Nhi. Cái hắn thực sự để ý là thực lực của Lương gia, một khi quan hệ hôn nhân giữa hắn và Lương Bách Ni không còn tồn tại, Lương Kỳ Hữu tất nhiên sẽ không còn là bố vợ hắn, cũng sẽ không giúp đỡ gì cho hắn nữa, có điều cho tới bây giờ Lương Kỳ Hữu đối với chuyện giữa hắn và Lương Bách Ni vẫn chưa biết rõ hết. Điều này khiến cho An Đạt Văn lại nhìn thấy một tia hy vọng vãn hồi, có lẽ Lương Bách Ni vẫn còn bận tâm tới tình cảm vợ chồng giữa bọn họ, nếu như không thì cô ta đã sớm nói với cha tất cả chuyện từng phát sinh rồi. An Đức Huyên nhìn ra con trai không yên lòng, hắn ho khan một tiếng, con trai chú ý. An Đạt Văn giờ mới hồi phục lại tinh thần, cha, vừa rồi cha nói. An Đức Huyên thở dài, Tiết Thế Luân này cũng không đơn giản, lúc trước nếu như không phải hắn ra tay tương trợ, sở trong sạch hóa bộ máy chính trị cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho bác cả con như vậy, cảnh sát cũng sẽ không từ bỏ điều tra An ra chúng ta cũng không dễ dàng lạt đổ An Đức Hằng. An Đạt Văn khinh thường nói, đó là trước đây, nhiều người nể mặt hắn, chẳng phải là vì lão gia tử nhà hắn ư. Hiện tại Tiết lão mất, ai còn để ý tới hắn. Ngay cả Hạng Thành, con nuôi của Tiết lão kết cục cuối cùng thế nào. Hắn ngẩng đầu nhìn cha, từ kẽ răng phun ra một câu khiến cho người ta rét run. Không thể chết yên lành. An Đức Huyên nói, nhưng đây cũng không phải là lý do để chúng ta gây thù hằn với hắn. An Đạt Văn cười nói, cha. Đâu phải con muốn gây thù, mà là con không thể không làm như vậy, có một số việc con nhìn thấy rất rõ, Tiết lão vừa chết, Tiết Thế Luân đã mất chỗ dựa lớn nhất, cho nên có người mới nổi tâm tư với hắn. Cách nói về Hạng Thành tự sát rất nhiều, nhưng theo con thấy, nguyên nhân chỉ có một, bởi vì sự tồn tại của hắn đã gây nguy hiểm tới an toàn của Tiết Thế Luân, cho nên hắn phải chết, vốn vừa chết, manh mối ở giữa liền bị chặt đứt, người khác tất nhiên không thể nào truy tung đến trên người Tiết Thế Luân. An Đức Huyên nói, chuyện không đơn giản như vậy đâu, con có thể nhìn ra thì người khác tất nhiên cũng có thể nhìn ra được. An Đạt Văn nói, vốn chúng ta không hề muốn hợp tác với hắn, là hắn chủ động tìm chúng ta yêu cầu hợp tác, hiện tại chúng ta đầu nhập vào nhiều như vậy, hắn lại đột nhiên nói không, có từng hỏi qua con không? Có từng nghĩ tới chúng ta hay không? À Văn, hắn hình như đã tính món nợ Trương Bích Quân bị giết lên trên người chúng ta rồi. Vậy thì sao, hắn có thể làm gì được con? An Đức Huyên nhìn vẻ mặt đầy sát khí của con trai,
bỗng nhiên nhớ tới mình khi trẻ tuổi, thầm thở dài, cầm chén trà lên nhấp một ngụm, nói khẽ Trương Bích Quân đối với hắn rất quan trọng, lúc trước chúng ta cũng không biết rõ quan hệ giữa bọn họ, nhưng Nghiêm Quốc Chiêu biết. Bất kể con có thừa nhận hay không thì lúc trước con cũng muốn lợi dụng Tang Bối Bối để dẫn dụ Trương Bích Quân. Con muốn bàn điều kiện với cô ta chứ không phải muốn giết cô ta. Chương 2376, Hậu Chiêu 3. An Đạt Văn gật đầu, con tìm Nghiêm Quốc Chiêu chỉ là coi hắn là trung gian, nhưng không ngờ hắn lại ăn cây táo, rào cây sung. An Đức Huyên nói, người này rất không đơn giản, lúc trước cha còn tưởng rằng hắn chỉ là một quân cờ dưới tay Trương Bích Quân, nhưng không ngờ hắn lợi dụng cơ hội lần này để diệt trừ Trương Bích Quân, còn muốn đổ trách nhiệm lên người chúng ta. An Đạt Văn nói, chỉ cần để con tìm được hắn thì con sẽ xé xác hắn. An Đức Huyên nói, A Văn, con đừng quên, mảnh đất này không thuộc về chúng ta, có dã tâm là tốt, nhưng cũng phải nhìn rõ tình thế, bước chân nhất định không thể sải quá lớn. An Đạt Văn, nói cha, ông nội thường nói một câu là, nhân tại giang hồ thân bất do kỷ, con trước đây không hiểu, nhưng con hiện tại đã hiểu rồi, không ai có thể thống trị giang hồ. Một khi tiến vào trong đó, thì không thể không nước chảy bèo trôi, không phải con muốn tiến về phía trước, mà là buộc lòng phải tiến. Nếu như dừng chân thì sẽ có nguy hiểm bị sóng nuốt. Hai hàng lông mày trắng của An Đức Huyên nhíu chặt, những lời này của con trai khiến hắn lâm vào trầm tư. An Đạt Văn nói, gần đây có người cứ nhằm vào chúng ta, sự kiện Khư Phượng Tiên bị bắt cóc không hề liên quan tới chúng ta, nhưng đầu mâu lại chỉ về phía chúng ta, trong tài khoản có thêm 1.000.000 Mỹ Kim đã dẫn tới sự chú ý của cảnh sát Đài Loan. An Đức Huyên nói, con suy nghĩ cẩn thận rồi. Đây rất có thể là một vở kịch hài do Khưu gia tự biên tự diễn, bọn họ muốn vụ oan chuyện bắt cóc cho chúng ta. An Đạt Văn nói, cha, tài chính của An gia không được lạc quan như cha nghĩ đâu. An Đức Huyên nói, sau khi ông nội con chậu vàng rửa tay, An gia liền làm chính ngạch, mấy năm nay thu nhập tất nhiên không thể so sánh với lúc trước. An Đạt Văn lại lắc đầu, gần đây con đã thanh lý tài khoản của An gia, còn đặc biệt tìm mấy kế toán trước đây, cha đoán con phát hiện ra gì. An Đức Huyên nhìn con trai. An Đạt Văn nghiến răng nghiến lợi nói, An gia chúng tôi ít nhất có 7 triệu đô không biết đi đâu, tuy rằng sổ sách làm rất tốt, gần như không chê vào đâu được, nhưng vẫn bị con tra ra. An Đức Huyên nói, không thể nào. An Đạt Văn nói, không sai, lão già 10 năm trước đã lặng lẽ làm chuyện này, cho dù là khi An gia gặp huyết tẩy, ông ta cũng không nói ra chuyện này, luôn miệng nói thương con, nhưng cuối cùng, ha ha. An Đức Huyên trong lòng không khỏi nổi lên tư vị chua xót. Tuy rằng cha qua đời đã lâu, nhưng sau khi biết chuyện này, nội tâm An Đức Huyên lập tức bất bình hành. Cái này cũng khó trách, bất kỳ người con nào cũng hy vọng mình là đứa được thiên vị nhất trong lòng cha mẹ, mà hiện thực thì lại tàn khốc như vậy. An Đạt Văn nói, khó trách chị họ con đột nhiên đi du lịch thế giới, lão già để lại một khoản tài sản lớn như vậy cho chị ta tất nhiên không phải lo gì rồi. An Đức Huyên nói, A Văn, chuyện này chưa chứng thực, cũng chưa chắc đã đáng tin. An Đạt Văn nói, tình huống mà con biết được là như vậy, khoản tiền này là của An gia, cha con chúng ta vì An gia trả giá nhiều như vậy, phải có một phần của chúng ta. Tiết Thế Luân nhìn nam tử trung niên trước mắt, nhẹ giọng thở dài, hai năm nay sống thế nào? Nam tử trung niên màu da đen bóng, hai mắt như chim ưng thỉnh thoảng lóe ra quang mang âm lãnh, hắn có một cái mũi cao thẳng, chóp mũi như móc ưng, bên dưới là hàng ria hình chữ bát. Giọng nói của hắn trầm thấp mà khàn khàn, cũng tốt, đa tạ Tiết tiên sinh đã chiếu cố. Tiết Thế Luân nói, anh có nhớ tôi từng đáp ứng anh, tôi nhất định sẽ giúp anh báo thù hay không? Nghe thấy hai chữ báo thù, nam tử trung niên ánh mắt chợt sáng lên, nhưng lập tức lại nhanh chóng ảm đạm rồi, hắn nói khẽ qua lâu như vậy rồi, tôi cơ hồ cũng quên. Tiết Thế Luân nói, anh quên cái gì? Quên anh tên gì ư? Hay là quên huyết cừu anh đeo trên lưng? Nam tử trung niên cúi đầu. Trong lòng hắn đang bị diễm cửu hận hun nóng, nhiều năm như vậy, vẫn luôn là như thế này, hắn không quên, có một số việc vĩnh viễn không thể quên được. Tiết Thế Luân nói khẽ có thể trên đời này rất ít người còn nhớ tới cái tên An Đức Hằng, nhưng anh sẽ không quên, tuyệt đối sẽ không quên. Khóe môi nam tử trung niên run rẩy, hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, An Đức Hằng không phải người thường, năm đó hắn chịu nhục để có thể biến An ra thành cửa nát nhà tan, đủ để chứng minh năng lực của hắn. Nhưng đến cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, bị Ân lão gia tử nhìn thấu chân tướng, về sau lại bị An Đạt Văn khiến cho cùng đường. An Đức Hằng nói, bất kể như thế nào, tôi cũng nợ anh một cái mạng, anh nói đi, muốn tôi làm gì, tôi tuyệt đối sẽ không chối từ.
Tiết Thế Luân nói, anh không nợ tôi, lúc trước người cứu anh cũng không phải là tôi, là Trương Bích Quân cứu anh, nhưng cô ta lại chết ở trong tay An Đạt Phan. An Đức Hằng gật đầu. Tiết Thế Luân lại nói, anh muốn báo ân cũng được, muốn báo thù cũng được, hiện tại cơ hội ở ngay trước mặt anh. An Đức Hằng nói, anh muốn bọn họ như thế nào? Tiết Thế Luân nói, tôi muốn bọn họ cửa nát nhà tan, tôi muốn An gia rơi vào địa ngục, trọn đời không thể siêu sinh. Liễu Đan Thần mất tích đồng dạng cũng khiến Hắc Quả Phụ Thiệu Minh Phi tâm thần không yên, đây không phải bởi vì cô ta quan tâm tới sư muội này, với cô ta mà nói, cô ta đối với tiểu sư muội này thực sự là ghen tị tới phát cuồng, hận không thể giết hết cô ta, nhưng trước mắt không phải lúc trừ khử cô ta, sư phụ từng nói, nếu như sư muội có gì không may xảy ra, sẽ mang cô ta ra khỏi, vừa nghĩ tới chảo phá mỹ nhân kiểm trong cơ thể, Thiệu Minh Phi liền không rét mà run. Cô ta ngay lập tức thông báo chuyện này cho Tiêu Quốc Thành đang ở Đông Kinh. Tiêu Quốc Thành nghe nói tới tin tức này thì ở đầu kia điện thoại trầm mặc một thời gian, mới nói khẽ tại sao lại thế. Thiệu Minh Phi nói, sư phụ, tôi đã sớm nói rồi, sư muội đã nảy sinh tình cảm với hắn, ngài bảo sư muội đi đối phó hắn, căn bản là đưa dê vào miệng hổ. Tiêu Quốc Thành lạnh lùng nói, nếu như không phải cô bụng dạ khó lường, chuyện sao diễn biến tới mức này. Thiệu Minh Phi nói, sư phụ, tôi lúc trước chỉ là vì nghĩ cho đại kế của ngài, tuyệt không có lòng hại sư muội. Tiêu Quốc Thành làm sao tin lời nói dối của cô ta, cười lạnh một tiếng, nói chuyện này chưa chắc đã là Trương Dương làm, cô đi thăm dò hư thật của hắn đi. Thiệu Minh Phi dạ một tiếng. Tiêu Quốc Thành nói, An gia bên kia gần đây thế nào rồi? Thiệu Minh Phi nói, hôn nhân của An Đạt Văn và Lương Bách Ni xuất hiện vấn đề không nhỏ, xem ra Lương Kỳ Hữu không chuẩn bị tham gia vào chuyện của Tân Hải. Tiêu Quốc Thành nói, nếu như Lương Kỳ Hữu không giúp An Đạt Văn thì như vậy Cảng Phước Long tất nhiên sẽ lọt vào trong tay tập đoàn Tinh Nguyệt. Thiệu Minh Phi hạ giọng nói, Tiết Thế Luân gần đây đã gặp mặt An Đức Uyên, liệu cô phát hiện gì hay không? Tiêu Quốc Thành nói, cừu hận giữa bọn họ không thể hóa giải, Trương Bích Quân chẳng khác nào gián tiếp chết trong tay An Đạt Văn, Tiết Thế Luân tuyệt đối sẽ không từ bỏ chuyện này, tôi chỉ có chút tò mò, hắn rốt cuộc định đối đãi với An gia như thế nào? Thiệu Minh Phi nói, sư phụ, chuyến đi tới Đông Kinh có thuận lợi không? Giọng nói của Tiêu Quốc Thành đột nhiên trở nên lãnh khốc, nữ nhân đừng có tò mò quá, muốn sống tốt thì đừng quản quá nhiều chuyện, tôi bảo cô làm gì thì cô cứ làm cái đó, những chuyện khác cho không cần hỏi đến. Vâng, Trương Dương đồng dạng cũng tập trung hiềm nghi cái chết của Hình Chiêu Huy lên trên người Tiết Thế Luân, nghĩ như vậy cũng rất bình thường. Trương Bích Quân lúc sinh tiền chính là đối đầu với Hình Chiêu Huy. Cái chết của cô ta tuy rằng không liên can tới Hình Chiêu Huy, nhưng khó bảo toàn Tiết Thế Luân không đổ lỗi chuyện này lên người Hình Chiêu Huy, bởi vì cái chết của Trương Bích Quân mà bị kích thích, cho nên làm ra hành động trả thù cũng chưa biết chừng. Từ trong bi thương tỉnh táo lại, Trương Dương nhớ tới lần nói chuyện cuối cùng với Hình Chiêu Huy, hắn ngay lập tức liên hệ với Tần Manh Manh. Tần Manh Manh trong khoảng thời gian này đều đang đi tới đi lui giữa Hong Kong và Kinh Thành, trong tay cô ta có không ít cổ phần của Vương Triều Kim Cương. Trước mắt đã trở thành cổ đông thứ hai của Vương Triều Kim Cương, nếu như có thêm 3% cổ phần nữa cô ta sẽ vượt qua Khưu gia, trở thành phía cổ phần khống chế của Vương Triều Kim Cương, có điều muốn hoàn thành thu mua cuối cùng hiển nhiên không đơn giản như vậy, Khưu gia đã triển khai một hồi mua lại quy mô lớn, trước mắt hai bên bọn họ đang ở trong trạng thái đánh giằng co. Khi nhận được điện thoại của Trương Dương, Tần Manh Manh vừa mới trở lại kinh thành, đang đi trên đường cao của sân bay, Tần Manh Manh cảm thấy kinh hỉ nói, anh Dương. Anh sao biết em đã trở lại kinh thành? Giọng nói của Trương Dương đã mất đi vẻ vui tươi ngày xưa, chỉ là trùng hợp thôi, anh tìm em có việc gấp, có tiện gặp mặt không? Tần Manh Manh giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói khẽ, nửa giờ nữa em sẽ tới Lục Dã Vương Đình, anh tới đó đi. Được, anh sẽ tới đó tìm em. Chương 2377, Hậu Chiêu 4. Tần Manh Manh cơ hồ đồng thời đến biệt thự số 77 của Lục Dã Vương Đình với Trương Dương. Căn biệt thự này cũng là vật nghiệp Hà Trường An lưu lại, Hà Trường An không giống người khác thích số 8, hắn cho rằng không ổn, cảm thấy số 7 so với số 8 thì may mắn hơn nhiều, căn biệt thự này vốn không phải số 77 mà là 78, Hà Trường An nhìn chúng vị trí và phong cảnh của nơi này, nhưng lại đổi số nhà thành 78. Trương Dương trước đây đã từng đến đây bái phỏng Hà Trường An, hiện giờ Hà Trường An đã sớm từ biệt nhân thế, chủ nhân của văn biệt thự này cũng đổi thành con gái hắn Tần Manh Manh. Tần Manh Manh ra hiệu cho thủ hạ mang hành lý lên lầu, nhìn thấy Trương Dương, cô ta không chỉ tươi cười, sau khi cha mất, Trương Dương đã được cô ta coi là một người đáng tín nhiệm nhất trên đời này.
Anh Dương, Tần Manh Manh thân thiết hô. Trương Dương gật đầu, mới từ Hong Kong về à. Tần Manh Manh nói, có một số việc cần xử lý, có điều đã giải quyết rồi. Cô ta chỉ về phía cửa lớn thư phòng, chúng ta vào bên trong nói chuyện. Nhìn thấy bộ dạng bất cẩu môn thiếu và vẻ mặt ngưng trọng của Trương Dương, Tần Manh Manh ý thức được Trương Dương có chuyện rất quan trọng muốn nói. Tới thư phòng, Tần Manh Manh đi đến trước tủ rượu, cầm một chai rượu vang ra rót hai chén, đưa một chén cho Trương Dương. Trương Dương quan sát Tần Manh Manh, cô ta vừa cắt tóc ngắn, trông rất nhanh nhẹn. Có lẽ là trong khoảng thời gian lịch lãm trên thương trường này, cô ta bắt đầu giống nữ cường nhân hơn. Trương Dương cầm chén rượu nhưng không đưa lên môi, bỗng nhiên nhớ tới Tần Manh Manh ngày xưa, nữ binh mặc quân trang, tư thế oai hùng, hiện giờ đã đổi thành Hà Vũ Mông. Thậm chí ngay cả bộ dạng cũng hoàn toàn thay đổi, nhưng nội tâm của cô ta thì sao? Có thực sự được giải thoát từ ám ảnh ngày xưa hay không? Có phải thực sự dục hỏa trùng sinh hay không? Trương Dương không dám xác định, bởi vì hắn nhìn thấy vẻ yêu thương sâu trong hai mắt Tần Manh Manh. Tần Manh Manh phát giác Trương Dương đang chăm chú nhìn mình, có chút ngượng ngùng cười, có phải bộ dạng hiện tại của em rất quái lạ hay không? Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, Tần Manh Manh thường xuyên không nhớ nổi bộ dạng hiện tại của mình, tuy rằng cô ta biết rõ mình phẫu thuật rất thành công. Tuy rằng hoàn toàn biến thành một người khác, nhưng cô ta vẫn xinh đẹp. Trương Dương nói, rất được. Tần Manh Manh bật cười, anh nói như vậy em cũng có chút không được tự nhiên, có phải có nghĩa là em trước đây rất xấu hay không? Trương Dương nói, rất xinh, có điều một là tiên thiên, một là hậu thiên, ở trong mắt anh không hề có bất kỳ phân biệt gì, bởi vì đứng ở trước mặt anh vẫn là em. Tần Manh Manh thở dài, em cảm thấy mình hoàn toàn thay đổi rồi, đã biến thành một người khác. Em hiện tại chính là Hà Vũ Mông, cô ta ý thức được mình không nên ở trước mặt Trương Dương lộ ra quá nhiều cảm khái, kịp thời nói sang chuyện khác, anh tìm em có chuyện gì vậy? Trương Dương lay động rượu vang trong tay. Nói khẽ, anh tới tìm em quả thực có việc gấp. Tần Manh Manh ngồi xuống bên cạnh hắn, nghiêng người nhìn Trương Dương, chỉ có ở bên cạnh hắn mới có thể khiến cô ta cảm thấy ấm áp và kiên định. Đây là một loại cảm giác an toàn không cách nào hình dung. Cảm giác này là người khác không thể mang đến. Cô ta không khỏi nhớ tới lúc bọn họ mới quen biết, nhớ tới Trương Dương đã phải làm rất nhiều cho bọn họ. Trương Dương nói, căn cứ vào tin tức tin cậy của anh, bộ môn có liên quan đã chú ý tới em. Tần Manh Manh nói, em hình như không có chỗ nào thu hút người ta. Trương Dương nói, trận chiến thu mua nhằm vào Vương Triều Kim Cương này của em đã nâng giá cổ phiếu của Vương Triều Kim Cương, cái đám gọi là bằng hữu của cha em vừa giật dây em thu mua vừa nâng giá rồi nhân cơ hội bán ra, bọn họ ở giữa nhận được không ít lợi. Tần Manh Manh sớm đã biết chuyện này, cô ta nói khẽ, mấy tên hè nhảy nhót không ảnh hưởng gì lớn tới cả sự kiện được đâu. Trương Dương lắc đầu, trước đó anh đã nói với em rồi. Khưu Chỉ Đống đang tham dự tranh cử, đối thủ của hắn là Hồng Ân Chính, mà người ủng hộ sau lưng Hồng Ân Chính là An Đức Uyên. Em thua mua Vương Triều Kim Cương, vô hình chung đã trở thành trợ lực của An gia, nói cách khác, em trong bất chi bất giác đã bị người khác lợi dụng. Tần Manh Manh nói, em chỉ muốn điều tra rõ nguyên nhân cái chết của cha em, báo thù cho ông ta. Trương Dương thở dài, Manh Manh, có chuyện anh không muốn nói. Hà tiên sinh năm đó trong quá trình làm kinh thương quả thực đã tồn tại một số hành vi trái pháp luật. Hắn không hề đem chuyện Hình Chiêu Huy nói với hắn cho Tần Manh Manh nghe. Tần Manh Manh nói, ông ta đã chết rồi. Cô ta hiển nhiên không muốn nghe bất kỳ chuyện không tốt nào về cha. Trương Dương nói, có lẽ cái chết của ông ta không hề đơn giản như vậy. Anh biết nguyên nhân cái chết của ông ư? Nói cho em biết đi. Mắt phượng của Tần Manh Manh mở tròn xoe. Trương Dương lắc đầu, trước mắt vẫn chưa được chứng thực, có điều rất nhanh sẽ điều tra rõ, chỉ cần điều tra rõ nguyên nhân, anh nhất định sẽ là người đầu tiên nói với em, Manh Manh, em có thể đáp ứng anh không, thu tay lại đi, rời khỏi nơi này, lập tức về bên cạnh Tiểu Hoan, chuyện này phức tạp hơn xa so với trong tưởng tượng của em. Tần Manh Manh nói, anh rốt cuộc đã biết gì, nói cho em biết đi, em là con gái của ông ta, em có quyền biết. Trương Dương nói, chuyện trước khi chưa được chứng thực thì anh sẽ không nói, Manh Manh, thân phận chân chính của anh đã có không ít người biết rồi, chuyện này tùy thời đều có khả năng bị tiết lộ ra ngoài, em có nghĩ tới hay không, nếu như Tần gia biết thì sẽ như thế nào? Tần Manh Manh nói, em trước khi quyết định báo thù cho cha đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi. Trương Dương nói, cha Tấn Bắc có lẽ căn bản không phải đối tượng báo thù của em, có người đang bố cục, dẫn cừu hận tới trên người hắn. Có lẽ để em báo thù cho cha cũng là một trong những nội dung trong kế hoạch của hắn, có thể khiến em mạo hiểm trở về trong nước, phương pháp duy nhất chính là cừu hận,
Manh manh, không đáng đâu. Nghĩ tới Tiểu Hoan đi, em không đáng phải mạo hiểm như vậy. Tần Manh Manh trầm mặc. Trương Dương vỗ nhẹ nhẹ vai của cô ta, Manh Manh, em có tin anh không? Tần Manh Manh ngẩng đầu nhìn vào hai mắt Trương Dương, chợt nhẹ nhàng cắn cắn môi, gật đầu, nếu như nói trên thế giới này còn có một người đáng tin, người đó tuyệt đối chính là Trương Dương, cũng chỉ có thể là Trương Dương. Trương Dương nói, đi thôi, kẻ trong cuộc thì mê, có lẽ rời khỏi có thể giúp em thấy rõ tất cả trước mắt. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, Tần Manh Manh nói, vào đi. Trợ thủ của cô ta hoang mang rối loạn chạy vào, tiểu thư, bên ngoài có rất nhiều xe quân dụng vây kín nhà, tình huống hình như không ổn. Trương Dương nghe vậy thì nội tâm không khỏi trầm xuống, từ sau khi nói chuyện với Hình Chiêu Huy, hắn liền đoán trước sẽ có việc này phát sinh, chỉ là không ngờ lại tới nhanh như vậy. Tần Manh Manh nói, em đi xem. Cô ta đứng lên chuẩn bị đi ra cửa xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì lại bị Trương Dương giữ chặt lại. Trương Dương nói khẽ kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Tần Manh Manh nói, không có gì phải sợ cả, thân phận của em không có bất kỳ vấn đề gì, bọn họ cũng không thể không có chứng cứ mà bắt người lung tung được. Trương Dương nói, thân phận hiện tại của em là công dân nước Mỹ, không có chứng cứ xác thực thì bọn họ cũng sẽ không tới, nếu như em bị bọn họ bắt, muốn rời khỏi thì chỉ sợ rất khó khăn. Trương Dương nói với trợ thủ của Tần Manh Manh, anh đi cản họ lại. Tôi nghĩ biện pháp. Tên trợ thủ kia vội vàng đi ra ngoài. Chờ sau khi hắn rời đi, Trương Dương nói với Tần Manh Manh, có thứ gì đại loại như mật thất không? Tần Manh Manh lắc đầu rồi sau đó nói, chỉ có một tầng hầm ngầm. Trương Dương nói, em đi trốn trước đi, chuyện còn lại để anh ứng phó. Tần Manh Manh nhanh chóng rời khỏi thư phòng tới tầng hầm ngầm ẩn thân. Trương Dương đứng dậy tới phòng khách. Hắn còn chưa kịp ngồi xuống sofa thì liền nhìn thấy một đám võ cảnh và một gã sĩ quan bước vào, nói chính xác là xông vào, bọn họ không hề được chủ nhân cho phép. Hai trợ thủ của Tần Manh Manh tuy rằng đều là cao thủ được huấn luyện, nhưng bọn họ cũng không dám đối kháng với võ cảnh, khuyên can không có kết quả, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương xông vào. Tần Chấn Đường nhìn thấy Trương Dương thì có thể nói là cựu nhân gặp lại thì đỏ mắt, hắn tràn ngập trào phúng nói, đúng là nhân sinh hà sử bất tương phùng, đến đâu cũng gặp anh. Trương Dương mỉm cười nói, tôi cũng có cảm giác tương tự, nhưng anh không phải quân nhân à. Là quân nhân nên hiểu được ba thứ lo tám điều chú ý, không hiểu không được tự tiện tiến vào nhà dân ư. Tần Chấn Đường nói, Hà Vũ Mông đâu? Trương Dương nói, tôi tới đây để chờ cô ta, sao? Anh cũng muốn gặp cô ta à? Tần Chấn Đường nói, xe của cô ta vừa mới rồi rõ ràng đã tới nơi này, có một số người sao cứ trợn mắt nói dối vậy? Trương Dương nói, trợn mắt nói dối so với có một số người có mắt không tròng thì tốt hơn nhiều, căn nhà này là Hà Vũ Mông ủy thác cho tôi chiếu cố, nói cách khác thì tôi là chủ nhân lâm thời của căn nhà này, các anh không có sự cho phép của tôi, tùy ý xâm nhập, đây là trong mắt không có pháp luật. Chương 2378, thiêu thân lao đầu vào lửa 1. Tần Chấn Đường nói, Trương Dương, nể mặt Phan gia nên tôi cũng nể mặt anh, giờ biến ngay, tôi sẽ coi như là không thấy anh, nếu không. Nếu không thì sao, sắc mặt Trương Đại Quan Nhân biến đổi, giống như phủ lên một tầng xương. Tần Chấn Đường và Trương Dương cũng không phải là lần đầu tiên giao phong, sự lợi hại của Trương Dương hắn cũng lĩnh giáo qua rồi, đương nhiên hiểu rõ nếu như xung đột cứng đối cứng, mình 10 phần có 9 lại ăn đòn, hắn gật đầu với Trương Dương rồi từ trong ví rút ra một tờ giấy điều tra được đóng dấu đỏ chót, ra sức lay trước mặt Trương Dương, phiền anh nhìn cho rõ, tuy rằng tôi không cần thiết phải giải thích với anh, nhưng tôi vẫn muốn nói thêm một câu. Quân đội làm việc anh tốt nhất đừng nhúng tay. Trương Đại Quan Nhân khinh miệt nhìn tờ lệnh khám, khinh thường nói, lấy lệnh khám ra nói với tôi thì có tác dụng đéo gì, tôi đâu phải người tham gia quân ngũ. Anh cái gì, muốn lục soát căn nhà này, cũng rất đơn giản thôi, anh mời công an địa phương cầm lệnh khám nhà chính quy tới đây, anh lấy ra một tờ giấy rách này để lừa ai chứ? Từ lúc nào chuyện của kinh thành tất cả do các anh quản? Từ lúc nào đám người tham gia quân ngũ các anh có quyền lực trên cả chính phủ địa phương? Tần Chấn Đường bị Trương Dương hỏi cho cứng họng, mặt hắn đỏ bừng, tôi đang đuổi bắt phần tử phạm tội của nội bộ chúng tôi. Trương Đại Quan Nhân bật cười ha ha, ai là phần tử phạm tội của nội bộ các anh? Tôi à, hay là ai đó trong căn nhà này? Đúng rồi, anh là đến tìm Hà Vũ Mông đúng không, con gái của Hà Trường An, nhưng người ta là người Mỹ, anh là sĩ quan, tuy rằng tôi cảm thấy anh cũng không được tốt lắm. Nhưng anh không thể quên, nhất cử nhất động của anh đều đại biểu cho hình tượng quốc gia, tôi không biết Hà Vũ Mông phạm tội gì,
nhưng một đám quân nhân các anh võ trang hạng nặng, hùng hổ đến đây bắt người, đã xin chỉ thị của Bộ Ngoại giao chưa? Xin các anh động não một chút, bắt người là chuyện nhỏ. Nhưng nếu hành vi của các anh ảnh hưởng tới quan hệ hai nước Trung Mỹ, vậy thì phiền to đấy. Tần Chấn Đường thực sự có chút sửng sốt, hắn nhận được tin tức Hà Vũ Mông chính là Tần Manh Manh, cho nên tới bắt cô ta, trong mắt hắn, Tần Manh Manh trước khi trốn đi từng là quân nhân, coi như là đưa cô ta ra tòa án quân sự là được, nhưng Trương Dương lại không chịu trò này của hắn, cứ vô cớ gây rối. Hiện tại không ngờ lấy ra quan hệ Trung Mỹ để đe dọa hắn, Tần Chấn Đường tuy rằng trong lòng đã bắt đầu do dự, nhưng trước mặt nhiều người như vậy. Hắn không thể biểu hiện ra vẻ lùi bước, căm tức lườm Trương Dương, tránh ra. Bằng không tôi sẽ bắt anh trước. Trương đại quan nhân cười ha ha, hắn vẫn không lùi bước, cầm di động chậm rãi gọi điện thoại rồi nói với Tần Chấn Đường, xem ra chúng ta chỉ có tìm Bộ Ngoại giao để phân xử thôi. Cứ điện thoại này của Trương đại quan nhân trực tiếp gọi tới văn phòng Trần Toàn, Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Trần Toàn nghe nói Trương Dương gọi điện thoại cho mình, tuy rằng trong đáy lòng rất khó chịu thằng ôn này, nhưng vẫn bảo người nối. Trương đại quan nhân ở trước mặt Tần Chấn Đường kể lại chuyện này một lượt. Trần Toàn nghe xong không khỏi đau đầu, chuyện này vốn không phải đại sự gì, nhưng thân phận của Hà Vũ Mông là người Mỹ. Cái này thành một phiền toái cực lớn, Trương Dương có câu nói không sai, nếu như chuyện này xử lý không thỏa đáng rất có thể sẽ dẫn tới phân tranh ngoại giao. Nếu như Trần Toàn không biết chuyện này thì cũng chẳng quan tâm, nhưng Trương Dương nếu đã khiếu nại tới chỗ hắn, hắn không thể không lên tiếng. Hắn bảo Trương Dương đưa điện thoại cho Tần Chấn Đường, Trần Toàn và Tần Hồng Giang cũng quen biết nhiều năm rồi. Rất quen thuộc với mấy đứa con trai của Tần gia. Tần Chấn Đường tiếp lấy điện thoại rồi nói vài câu với Trần Toàn. Hắn gật đầu trả lại điện thoại cho Trương Dương, chỉ vào Trương Dương rồi Trương Dương, coi như anh lợi hại. Tần Chấn Đường tuy rằng rời khỏi biệt thự, nhưng hắn không hề rời khỏi Lục Dã Vương Đình, mà sai người vây kín biệt thự số 77. Trương Dương sau khi sai người đóng cửa lại thì tới tầng hầm ngầm đưa Tần Manh Manh ra. Tần Manh Manh biết được Tần Chấn Đường tới bắt cô ta thì cũng không khỏi có chút kích động, cô ta không muốn liên lụy tới Trương Dương, nói khẽ anh Dương, không bằng em ra ngoài gặp hắn, dù sao thân phận hiện tại của em cũng có chút mẫn cảm, hắn không dám tùy tiện đụng đến em đâu. Trương Dương nói, hắn nếu đã dám tới cửa bắt em, 10 phần có 9 đã tra được thân phận thực sự của em rồi, em chỉ cần ra ngoài, không khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa, muốn trốn ra cũng khó khăn. Nói tới đây, trong lòng Trương đại quan nhân bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng lớn mật. Tần Manh Manh thở dài, trong lòng bắt đầu có chút hối hận, lúc trước nên nghe Trương Dương khuyên bảo, hiện giờ đã bị người ta vây khốn, muốn rời khỏi Lục Dã Vương Đình này chỉ sợ là khó như lên trời. Trương Dương đi đi lại lại trong phòng, nói khẽ Tần Chấn Đường sẽ không bỏ qua như vậy, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này. Tần Manh Manh thở dài, rời khỏi như thế nào? Trương Dương nhìn chung quanh, anh nghĩ ra một hạ sách. Có thể giúp em thuận lợi vây. Màn đêm buông xuống, Tần Chấn Đường vẫn ngồi trong xe jeep quân dụng, sĩ quan phụ trách xem xét động tĩnh ở bên ngoài Triệu Toàn Tăng nói vọng vào bên trong Tần Thượng Tá. Tần Chấn Đường nói, sao? Bên trong có động tĩnh gì chưa? Triệu Toàn Tăng nói, có 4 người nói muốn ra ngoài, tôi đã kiểm tra cẩn thận rồi, không hề có Hà Vũ Mông và tên họ Trương. 2 người là bảo tiêu của Hà Vũ Mông, 2 người khác là người giúp việc. Nói đến Trương Dương, Triệu Toàn Tăng cũng hận tới ngứa răng, không phải có nguyên nhân gì khác, lúc trước Trương Dương tới Tần gia cướp Tần Hoan đi, từng một cước đá bay Triệu Toàn Tăng, trước mặt nhiều binh lính như vậy, khiến Triệu Toàn Tăng luôn luôn tự xưng là công phu xuất chúng mất hết mặt mũi, đối phó với Trương Dương hắn là không cần động viên. Tần Chấn Đường nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, Trương Dương này rốt cuộc đang giở trò gì. Hắn trước khi tới đây đã nắm rõ tình huống bên này, trong biệt thự trừ Hà Vũ Mông và Trương Dương ra thì chỉ có 4 người. Hiện tại 4 người này tất cả rời khỏi, nói cách khác bên trong chỉ còn lại Trương Dương và Hà Vũ Mông, hắn muốn chơi điệu hổ ly sơn ư. Không đúng, chỉ bằng vào 4 người này thì cũng không thể dụ mình đi được. Tần Chấn Đường suy nghĩ trong chốc lát rồi nói với Triệu Toàn Tăng, sai người theo dõi 4 này, xe họ rốt cuộc sẽ đi đâu. Sau khi Triệu Toàn Tăng phân phó xong thì trở lại bên cạnh Tần Chấn Đường, nói khẽ thượng tá, vì sao không xông vào bắt tất cả bọn họ lại. Khi nói chuyện, tay hắn cố ý đặt lên trên súng lục bên hông, hắn là đang nhắc nhở Tần Chấn Đường, súng ở trong tay chúng ta, đương nhiên là chúng ta định đoạt. Võ công của Trương Dương tuy rằng lợi hại, nhưng hắn lợi hại đến mấy cũng không bằng được súng đạn, bọn họ có hơn 20 người, hơn 20 khẩu súng, sao phải sợ một mình Trương Dương tay không tấc sắt.
Chương 2379, thiêu thân lao đầu vào lửa 2. Tần Chấn Đường tuy rằng cũng từng nghĩ như vậy, nhưng hắn cân nhắc vấn đề so với Triệu Toàn Tăng thì vẹn toàn hơn nhiều, có một số việc không thể tùy tiện làm được. Trương Dương vừa rồi đã lợi dụng Bộ Ngoại giao để gây áp lực với hắn, Phó Bộ trưởng Trần Toàn của Bộ Ngoại giao cũng đã bắn tiếng cho hắn, nếu như hắn vẫn tùy tiện xông vào, thế tất sẽ khiến ảnh hưởng của chuyện này mở rộng. Tần Chấn Đường minh bạch mục đích chủ yếu mình tới đây là bắt Hà Vũ Mông, chứ không phải dẫn tới quá nhiều phiền toái không cần thiết. Hắn nói khẽ, trước tiên cứ chờ một chút, tôi cũng muốn xem hắn có thể dở trò gì. Tần Chấn Đường cho rằng Trương Dương dưới tình trạng trước mắt cho dù chắp cánh cũng khó bay ra khỏi lòng bàn tay mình, hắn hiện tại chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút, tuyệt đối không thể manh động, một khi phóng ra tất nhiên phải bắt được Hà Vũ Mông, chỉ cần người bị hắn bắt, hắn sẽ nắm giữ thế chủ động. Triệu Toàn Tăng nói, chẳng lẽ chúng ta cứ chờ đợi như vậy ư? Tần Chấn Đường nghĩ nghĩ, trước tiên cắt nước và điện, tôi cũng muốn xem họ đợi được tới bao giờ. Trong nhà đột nhiên trở nên tối đen, Tần Manh Manh theo bản năng hô khẽ. Hai mắt Trương Dương rất nhanh liền thích ứng với bóng tối, hắn cười lạnh nói, tên hỗn đản Tần Chấn Đường này trừ thủ pháp ba lạm ra thì quả nhiên chẳng có gì hay. Tần Manh Manh nói, xem ra hắn biết thân phận của em rồi. Trong lòng thầm áy náy không thôi, mình hiển nhiên lại mang đến phiền toái không nhỏ cho Trương Dương. Hiện giờ Tần Chấn Đường đã vây khốn biệt thự, trừ cửa lớn và cửa sau ra, không còn đường khác tương thông với bên ngoài, chỉ sợ hôm nay muốn thoát thân thì rất khó. Nghĩ vậy, cô ta nói, anh Dương, anh đi đi, phiền toái của em để em tự giải quyết. Trong bóng đêm Trương Dương cười một tiếng, sao? Không tin anh à, hắn vươn tay ra vỗ nhẹ nhẹ vai Tần Manh Manh, cắt điện cắt nước, ngược lại là giúp anh rất nhiều. Thời gian trôi qua từng giây, Tần Chấn Đường nhìn đồng hồ. Đã là nửa đêm rồi, sau khi bốn người rời khỏi thì biệt thự không có động tĩnh, không ngờ Trương Dương vẫn nén được. Tần Chấn Đường vẫn phải đợi, người hắn muốn bắt là Hà Vũ Mông chứ không phải Trương Dương, chỉ cần Trương Dương rời khỏi nơi này, hắn sẽ không còn cố lý điều tra nơi này một lượt. Triệu Toàn Tăng lại tới bên cạnh hắn báo cáo, thượng tá, bên trong vẫn không có động tĩnh, tôi thấy chúng tối nay chắc sẽ không có hành động dị thường gì. Tần Chấn Đường nói, theo dõi cho cẩn thận. Tuyệt đối không thể để Hà Vũ Mông rời khỏi. Triệu Toàn Tăng gật đầu, rồi sau đó lại hỏi, nếu như Trương Dương rời khỏi thì sao? Hắn sở dĩ lưu lại càng chứng minh Hà Vũ Mông đang ở trong biệt thự, không dám đi, là vì biết rằng đi rồi chúng ta sẽ đi vào bắt người. Triệu Toàn Tăng nói, người này đúng là phiền toái. Tần Chấn Đường bỗng nhiên phát hiện cửa sổ tiểu lâu có ánh sáng, hắn cảm thấy kỳ quái, bọn họ đã cắt điện nước, nhưng ánh sáng này... Không bao lâu Tần Chấn Đường liền có phán đoán chuẩn xác, ánh lửa đó không phải là ánh điện. Biệt thự đã cháy, thể lửa lan ra rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ tiểu lâu đều bốc cháy, tiểu lâu ba tầng cơ hồ cháy cùng lúc, trận này hiển nhiên không phải bất ngờ. Chỉ có phóng hỏa mới có thể khiến điểm nổi lửa đồng thời cháy. Trương Đại Quan nhân điểm huyệt đạo của Tần Manh Manh, khiến cô ta tiến vào trạng thái quy tức, như vậy có thể bảo đảm cô ta tạm thời hôn mê, không đến mức bị khói đặc làm sặc. Trước khi phóng hỏa Trương Dương đã gọi cho 119 báo cháy. Cho nên đồng thời vào lúc Tần Chấn Đường thấy biệt thự bốc cháy thì quan binh chi đội phòng cháy gần đó đã tới, bọn họ xuất động hai chiếc xe cứu hỏa. Tần Chấn Đường đang quyết định cho thủ hạ xông vào thì nghe thấy còi xe phòng cháy chữ cháy vang lên, rồi nhìn thấy quan binh phòng cháy tiến vào hiện trường. Tần Chấn Đường minh bạch, lửa trong biệt thự 10 phần có 9 là Trương Dương phóng, hắn cố ý chế tạo hỗn loạn. Lợi dụng trận hỗn loạn này dẫn Tần Manh Manh đào tẩu. Mấy chục đội viên phòng cháy đến khiến hiện trường lập tức loạn thành một đống, nghiệp chủ của tiểu khu này cũng thức giấc, hiện trường cháy trong nháy mắt có mấy trăm người tụ tập. Tần Chấn Đường nói với Triệu Toàn Tăng, cứu hỏa, chú ý mỗi người từ trong đám cháy chạy ra, tuyệt đối không thể để mặc họ đào tẩu. Cứu hỏa không phải mục đích chủ yếu, bắt Tần Manh Manh mới là dụng ý chân chính của bọn họ. Triệu Toàn Tăng cũng vô cùng dũng cảm. Trước khi đội viên phòng cháy vào đã xuất lĩnh 4 gã binh lính mạo hiểm nhảy vào trong biệt thự. Trong biệt thự khói đặc cuồn cuộn, bọn họ tuy rằng là quân nhân huấn luyện đầy đủ, nhưng không phải phòng cháy chuyên nghiệp, vừa mới tiến vào đã bị khói đặc hun cho không mở mắt ra được. Triệu Toàn Tăng ôm mũi, đừng mù quáng tiến vào, an toàn là đầu tiên. Khụ. Quan chỉ huy phụ trách chỉ huy hành động cứu hỏa lần này tới trước mặt Tần Chấn Đường, nhìn thấy quân hàm của Tần Chấn Đường là biết đối phương lai lịch không nhỏ, hắn chào Tần Chấn Đường. Rất khách khí bảo Tần Chấn Đường dẫn người của hắn rời khỏi, đây cũng là cân nhắc cho phía Tần Chấn Đường, dù sao thể lửa lần này cũng rất lớn, quân nhân phía Tần Chấn Đường không phải là xuất thân phòng cháy chuyên nghiệp,
nếu như mù quáng nhảy vào đám cháy thì rất có thể sẽ tạo thành thương vong không cần thiết. Tần Chấn Đường nghĩ nghĩ rồi lập tức ra lệnh, người của bọn họ đi vào cũng không nhiều lắm, tổng cộng có 4 người, nhưng rời khỏi thì chỉ có 2, bao gồm Triệu Toàn Tăng, 2 người ở bên trong không thể lập tức rời khỏi đám cháy, tâm tình của Tần Chấn Đường không khỏi trầm trọng. Đội phòng cháy tiếp quản hiện trường, 2 chiếc xe cứu hỏa bắt đầu dập lửa, trong quá trình dập lửa bọn họ phát hiện, tất cả điện nước trong biệt thự đều bị nát rồi, chuyện này tuy rằng kỳ quái, nhưng dưới tình huống trước mắt, không thể cân nhắc nhiều như vậy, dập lửa cứu người mới là việc cấp bách. Triệu Toàn Tăng không rời khỏi là có nguyên nhân, sau khi hắn tiến vào thì phát hiện khói bụi tràn ngập, cũng không dám tiếp tục xâm nhập, ra hiệu cho mọi người dừng chân. Nhưng khi hắn nghe thấy mệnh lệnh chuẩn bị rời khỏi đám cháy thì trong đám khói phía sau đột nhiên thò ra một bàn tay, bịt kín mặt hắn, kéo hắn vào trong đám cháy, sau đó đối phương nên vào mặt hắn 2 quyền, đánh cho Triệu Toàn Tăng mắt nổ đom đóm, không cần hỏi. Người đánh hắn tất nhiên chính là Trương Dương, Trương đại quan nhân tối nay nghẹn đầy một bụng tức, cũng do Triệu Toàn Tăng xúi quẩy, sau khi đánh xong thì điểm á huyệt của thằng cha này rồi ném xuống đất, cho dù là như vậy Trương đại quan nhân vẫn cảm thấy có chút chưa hết tức, liền lột sạch hắn. Một gã khác bị Trương Dương chế trụ, kết cục cũng tốt hơn là bao. Đội viên phòng cháy đợi cho thế lửa yếu bớt, liền có người tiến vào, 2 tổ hợp tiến hành giải cứu người sống sót bên trong. Rất nhanh liền có người phát hiện một gã binh lính trần trụi, bọn họ đỡ gã binh lính đó dậy rồi đưa ra ngoài. Chương 2380, thiêu thân lao đầu vào lửa 3. 2 đội viên phòng cháy nhìn thấy một mảng trắng lòa phía trước, đoán là thân thể của một người, bọn họ liền đội khái, người nằm trên đất là Triệu Toàn Tăng đã bị Trương Dương lột sạch. 2 gã đội viên phòng cháy vươn tay ra muốn giải cứu thì thình lình một người lao ra, chế trụ huyệt đạo 2 người, sau đó thì dở lại trò cũ, lột sạch quần áo của đội viên phòng cháy. Trương Dương đối với đội viên phòng cháy thì hiển nhiên thủ hạ lưu tình hơn nhiều, hắn chỉ cởi áo khoác của 2 người, sau đó thì đặt 2 người vào chỗ an toàn. Trước mắt thế lửa đã cơ bản được khống chế, chắc sẽ không lan tới đây. Hơn nữa không bao lâu nữa đội viên phòng cháy sẽ tìm được bọn họ. Trương Dương nhanh chóng thay quần áo phòng cháy, sau đó tới chỗ giấu Tần Manh Manh, thay một bộ khác cho cô ta, lại cứu cô ta từ trạng thái quy, chỉ về phía Triệu Toàn Tăng. Tần Manh Manh nhìn thấy Triệu Toàn Tăng chỉ mặc một cái quần lót hình tam giác thì mặt không khỏi nóng lên. Ông anh trai này của mình đúng là thích đùa, nhưng cô ta lập tức liền minh bạch Trương Dương có đạo lý của Trương Dương. 2 người cùng nhau đỡ Triệu Toàn Tăng thì chạy ra ngoài. Tần Chấn Đường vẫn luôn chú ý động tĩnh chỗ cháy, nhìn thấy một gã binh lính của mình được đội viên phòng cháy cứu, quần áo trên người bị lột sạch, hắn lập tức ý thức được Trương Dương rất có thể đã thay quần áo của binh lính rồi đào thoát, phân phó xuống dưới, nhất định phải nhìn kỹ những người mặc quân phục. Lại có 2 đội viên phòng cháy khiêng một người trần truồng đi ra, Tần Chấn Đường từ xa liền nhận ra đó là Triệu Toàn Tăng, hắn vội vàng ra đỡ. 2 đội viên phòng cháy giao Triệu Toàn Tăng cho binh lính của Tần Chấn Đường rồi sau đó chạy tới xe cứu hỏa. Sự chú ý của Tần Chấn Đường đều tập trung trên người Triệu Toàn Tăng, hắn tới bên cạnh Triệu Toàn Tăng, nhìn bộ dạng thảm hại của thằng cha này thì vừa tức giận lại vừa đồng tình. Triệu Toàn Tăng tay chân bủn rủn không thể động đậy, muốn lên tiếng nhưng miệng lại không phát được ra tiếng, cổ họng ọc ọc, ánh mắt liều mạng tìm 2 đội viên phòng cháy đó. Tần Chấn Đường nói, mau gọi bác sĩ tới đây. Hắn không biết Triệu Toàn Tăng đã bị chế trụ huyệt đạo. Trương Dương và Tần Manh Manh đã thay quần áo phòng cháy không chút hoang mang đi về phía xe cứu hỏa. Tần Manh Manh hơi có chút khẩn trương, cô ta có chút bất an nhìn về phía Trương Dương. Tuy chỉ nhìn được mắt của Trương Dương, nhưng từ trong ánh mắt bình tĩnh tự nhiên của hắn Tần Manh Manh lập tức tìm được sự an ủi. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ, chỉ cần Trương Dương ở bên cạnh cô ta thì cho dù là núi đao biển lửa, đầm rồng hang hổ thì sao? Trên người Trương Dương chính là có loại mị lực kỳ dị này. 2 người tới trước xe cứu hỏa, bổn ý của Trương Dương là muốn vòng qua xe cứu hỏa, sau đó thừa dịp loạn ly khai nơi này, nhưng không ngờ sĩ quan phòng cháy chỉ huy phụ trách hiện trường đã hoài nghi hành động của 2 người bọn họ, hắn quát La Vĩnh Cường. Trương đại quan nhân biết hắn đang gọi 2 người họ, chỉ là không biết đối phương là gọi mình hay là Tần Manh Manh, hắn cũng không biết số trên người đại biểu cho người nào, Tần Manh Manh là giọng nữ. Nếu như mở miệng thì tất nhiên sẽ bại lộ thân phận, dưới tình huống trước mắt chỉ có mình đành trả lời, nghĩ đến đây Trương đại quan nhân ừ một tiếng. Quan chỉ huy lập tức nhíu mày, quần áo phòng cháy Tần Manh Manh mặc mới là của La Vĩnh Cường, nhưng người trả lời mình lại là người khác, hắn quát to các anh đứng lại cho tôi. Hắn vừa nói như vậy, 2 người phía trước đi càng nhanh, 2 đội viên phòng cháy đứng phía trước xe cứu hỏa cũng nhận thấy được không đúng,
Bọn họ tiến lên muốn cản Trương Dương và Tần Manh Manh, Trương đại quan nhân biết thân phận đã bại lộ, lập tức không thèm che giấu hành tung nữa, nhảy lên vươn tay đánh hai đội viên phòng cháy rồi trầm giọng nói, lên xe, xông ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trương Dương mở cửa xe, đội viên phòng cháy bên trên không biết là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì bị Trương Dương kéo ra khỏi ghế lái, Tần Manh Manh thì từ bên kia nhảy vào xe. Trương đại quan nhân khởi động xe cứu hỏa, trong tiếng kinh hô của mọi người xe cứu hỏa lượn một vòng tròn, vòi phun nước kéo theo một mũi tên nước màu trắng bắn về phía đám người chung quanh, hơn 10 người vây xem không kịp tránh bị lực phun hất cho ngã xuống đất. Tần Chấn Đường bên kia cũng phát hiện động tĩnh bên này, vội vàng dẫn người xông tới. Trương đại quan nhân bất chấp, biết đây là cơ hội cuối cùng để dẫn Tần Manh Manh thoát, nếu như bị Tần Chấn Đường cản lại, chẳng khác nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trương Dương láo xe cứu hỏa đâm tới xe quân dụng của Tần Chấn Đường, nhìn thấy xe cứu hỏa lao tới, mấy binh lính trên xe sợ đến nỗi tất cả nhảy xuống đất. Xe cứu hỏa đâm cho xe jeep quay mòng mòng, may mắn bên trong xe không có người, nếu không chỉ sợ tính mạng không được bảo đảm. Trương đại quan nhân lái xe cứu hỏa phóng tới cửa lớn của Lục Dã Vương Đình. Tần Chấn Đường rút súng lục ra, xuất lĩnh 6 binh lính ở hậu phương mau chóng đuổi theo, hắn hét lớn, đóng cửa lớn lại. Cửa tự động của Lục Dã Vương Đình vừa rồi để tiện cho xe cứu hỏa ra vào nên mở rộng, nghe thấy mệnh lệnh của Tần Chấn Đường, bảo an vội vàng đóng cửa lớn. Trương Dương khi lái xe cứu hỏa tới trước cửa thì cửa co duỗi tự động đã đóng lại được hơn phân nửa, khe hở còn lại căn bản không đủ rộng để xe to đi qua, Trương đại quan nhân nghiến răng nghiến lợi nói Tần Chấn Đường, tao để cả nhà mày. Vừa mắng vừa đâm tới cửa, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, cửa lớn bị đâm cho tan thành. Xe cứu hỏa trong tiếng kim loại ma sát đã thành công xông ra. Mấy bảo an bị vòi nước xe hất cho ngã xuống đất. Binh lính Tần Chấn Đường dẫn theo lái xe jeep đuổi theo, Tần Chấn Đường bỗng nhiên xoay người, hắn xông lên một chiếc xe cứu hỏa khác, đội viên phòng cháy bên trong xe hiển nhiên không muốn giao xe cứu hỏa cho hắn. Tần Chấn Đường giận dữ hét cút xuống, tôi muốn truy kích tội phạm quan trọng, đây là mệnh lệnh, hắn đẩy đội viên cứu hỏa xuống, lái xe cứu hỏa truy kích theo hướng Trương Dương đào tẩu. Binh lính phía Tần Chấn Đường lái xe jeep quân dụng, tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng bọn họ không dám tới gần xe cứu hỏa quá, dù sao trọng lượng của hai xe cách nhau quá xa, nếu như giao phong cứng đối cứng, khó tránh khỏi kết cục xe hủy người chết. Bọn họ lợi dụng ưu thế thân xe linh hoạt, thỉnh thoảng quấy nhiễu lộ tuyến của xe cứu hỏa, ức Trương Dương không thể không nhiều lần giảm bớt tốc độ. Tần Chấn Đường lợi dụng cơ hội này điều khiển xe cứu hỏa đuổi tới. Tiếng còi cứu hỏa khiến không ít người thức giấc. Có người chạy ra cửa sổ nhìn, thấy hai chiếc xe cứu hỏa chạy song song trên đường cái, dùng tốc độ kinh người điên cuồng chạy trong đêm khuya. Tần Chấn Đường bẻ lái, xe cứu hỏa quẹt sang bên phải, va chạm xe cứu hỏa bên cạnh. Trương đại quan nhân toàn lực khống chế phương hướng, mới không để xe lệch khỏi đường. Trình độ lái xe của hắn hiển nhiên kéo hơn Tần Chấn Đường, nhất là thiếu kinh nghiệm điều khiển loại xe lớn như xe cứu hỏa. Liên tục va chạm vài lần, hắn đều ở thế hạ phong. Tần Chấn Đường hạ lệnh cho binh lính bắn vào bánh xe xe cứu hỏa, hắn tuy rằng không thấy rõ diện mạo của hai người trong xe cứu hỏa, nhưng hắn vẫn có thể kết luận ngồi bên trong là Trương Dương và Tần Manh Manh không nghi ngờ gì nữa, chỉ cần bọn họ bắt được thì chính là nhân chứng vật chứng đủ cả. Cái khác không nói, chỉ cần nhắm tới Trương Dương công kích đội viên phòng cháy, cướp xe cứu hỏa là có thể định tội hắn. Tiếng súng liên tiếp vang lên, bánh xe sau phía bên phải của xe cứu hỏa đã bị bắn trúng, thân xe rung kịch liệt. Trương đại quan nhân cắn chặt răng, giữ chắc tay lái, bảo đảm cho xe không bị lật, hắn giận dữ hét, Vương bát đản, không ngờ dám nổ súng. Tần Manh Manh nói, anh Dương, dừng xe, không cần lo cho em. Trương Dương nói, đám hỗn đản này đừng hòng bắt được chúng ta. Hắn bẻ lái, thân xe đâm vào xe cứu hỏa mà Tần Chấn Đường khống chế, thân xe chạm vào nhau phát ra tiếng rầm, hai xe dính sát nhau song song lao về phía bách tế cử phía trước. Lại có đạn bắn lên lốp sau của xe cứu hỏa, thân xe lệch sang bên, va vòng vòng bảo hộ thép của cầu, Trương Dương vốn có thể đánh xe lại, nhưng hắn lại không làm như vậy, mà thả lỏng tay lái, một quyền đám vỡ kính chắn gió phía trước. Xe cứu hỏa mất khống chế, dọc theo vòng bảo hộ tiến lên, sau đó đâm thủng vòng bảo hộ, thân xe khổng lồ lao xuống. Tần Chấn Đường dừng xe cứu hỏa, mở cửa xe nhảy xuống, mấy chiếc xe jeep quân dụng cũng tới chỗ xe cứu hỏa mất khống chế rơi xuống. Trong không khí tràn ngập mù khét, xe cứu hỏa rơi xuống vẫn chưa hoàn toàn chìm xuống nước, nhưng cũng chỉ còn đuôi xe trôi lên, đèn màu đỏ vẫn không ngừng lóe sáng. Tần Chấn Đường nhìn Bách Từ Cừ rồi cắn cắn môi, lập tức thông chi cho đội trục vớt,
xe cứu hỏa vào buổi sáng mới được vớt lên, bên trong xe không hề có người. Cảnh sát thông qua phân tích đưa ra hai loại khả năng, một là người bên trong xe đã chết đuối, còn có một loại khả năng là bọn họ sau khi xe rơi xuống nước thì phá cửa chạy ra, từ hạ du thoát đi. Trong mắt Tần Chấn Đường, khả năng phái sau hiển nhiên là lớn hơn, bất kể hắn tình nguyện hay không thì Trương Dương cũng đã dẫn Tần Manh Manh thoát khỏi mí mắt hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 240.